Rồi, hello mọi người, chào mừng mọi người đến buổi guest lecture thứ hai trong khóa 2 này. Thì hôm nay mình có My Lan là Lead Product Designer ở Holistic. Thì mình chưa làm việc với lại My nhiều, nhưng mà mình có đọc qua mấy cái docs My viết rất là kỹ lưỡng, với lại My design rất là ngon lành, cho nên là hy vọng hôm nay sẽ có thể chia sẻ được cho mọi người một số cái kiến thức về cách mà My làm product design. Thì chắc là nhường lại sân khấu cho My ha. Cảm ơn là giới thiệu của anh Thành Tô. Cho em hỏi là mọi người có nghe em nói rõ không? Có nghe em ạ. Ok, dạ, rồi. Vậy thì chắc là em sẽ bắt đầu với talk hôm nay nha. Đầu tiên thì em có thể hỏi sơ qua là các bạn đang có mặt trong meet thì em thấy là mình có cỡ 8-9 bạn học viên đúng không? Thì mọi người có thể comment vào cái khung chat đó cho em biết là mọi người đang làm cái role gì được không? Cái công việc của mọi người là gì? Mình có một bạn sinh viên nữa. Các bạn sinh viên thì bạn 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 Sơn là sinh viên thì bạn học ngành gì ta? Mình cũng có một product designer ở đây. Ok. Nếu bạn nào đang làm designer mà hôm nay thấy mình nói có gì muốn input thêm thì mình cứ bổ sung nha. Ok, thì mình cũng có Ok, vậy thì chắc là mình cũng có các bạn là đang là PM và cũng có bạn designer. Thì chắc là mình sẽ bắt đầu với cái hôm nay thôi. Thì hôm nay mình sẽ nói về chủ đề là UX for Product Managers. Thì một chút giới thiệu về bản thân mình trước nha. Cho mọi cũng thắc mắc thì mình đang thì mình là product designer ở Holistic. Thì mình công việc hàng ngày day to day của mình sẽ là research về những cái design strategy, design operations. Mình còn design trực tiếp trên Figma, mình viết một team design nhỏ xinh đó ở Holistic về mình có rất nhiều cái team trong ngày. Thì khi mà mình talk với mọi người cứ thoải mái là câu hỏi với khung chat nha, thì mình sẽ mình vẫn xem được khung chat rồi mình sẽ đọc cái câu hỏi và sẽ trả lời. Ok, thì sau buổi talk này thì mình hy vọng là các bạn sẽ take away được một vài thứ. Thứ nhất là các bạn có thể biết được UX là gì, biết được những cái terms, những cái concept của UX. Maybe là một vài tips để bạn biết là identify những cái UX issues là gì, và có thể là bạn sẽ khi mà trong quá trình làm product thì các bạn sẽ come up được với những cái hypothesis, những cái giả thuyết tốt hơn về cái việc mà user đang gặp khó khăn, đang gặp pain point ở đâu. Ok, thì có thể là một bạn bạn sẽ thắc mắc là vì sao một bạn PM lại cần biết đến UX đúng không? Thì chắc là mình sẽ bắt đầu bằng một cái trích dẫn từ một cái podcast mà mình nghe. Thì đây là một bài phỏng vấn của bên Harvard. Thì mọi người sẽ các bạn phỏng vấn anh CEO, anh co-founder của Airbnb. Thì anh tên là Brian Chesky á. Thì như mọi người đã biết thì Airbnb khi mà vừa ra mắt á, lúc đó như kiểu là một cái gì đó rất đột phá trong cái thị trường khách sạn lúc đó, tại vì nó offer một cái trải nghiệm rất là tốt, rất là quen thuộc, giống như là mình đang ở nhà vậy đó. Thì cái cách mà trong bài phỏng vấn thì anh có chia sẻ cái cách mà Airbnb đã envision ra những cái trải nghiệm đó như thế nào. Thì cái cách mà họ làm là team sẽ pick một cái trong cả một cái journey của một cái người định tìm một cái khách sạn đi, thì mọi người sẽ pick ra một cái experience nhất định và sẽ từ đó suy nghĩ lên là một cái trải nghiệm 10 sao, 5 sao, 10 sao nó sẽ như thế nào. Thì ví dụ nha, một cái trải nghiệm 5 sao khi mà bạn đến check in Airbnb đó là bạn gõ cửa, người ta cho bạn vào, và đó là một cái trải nghiệm bạn sẽ nghĩ là ok, nó work như là mình tưởng tượng. Thì có thể nó sẽ không có gì quá đặc biệt để bạn có thể khoe với bạn bè về nó, maybe hoặc là maybe not, bạn sẽ không quay lại dùng Airbnb. Thì một cái trải nghiệm tốt hơn là như thế nào, thì trải nghiệm 6 sao là gì?
Ví dụ bạn gõ cửa, mình là một cái người host đi, mình sẽ nói hello, mình là My và chào mừng bạn đến với ngôi nhà của mình. Thì trên bàn mình đã chuẩn bị sẵn welcome gift cho bạn, mình đã có sẵn một cái bình rượu vang, có sẵn trái cây, đồ ăn. Bạn mở tủ ra là mình đã có sẵn đồ ăn đặt cho bạn, có bánh kẹo rồi. Và khi mà bạn bước vào nhà tắm, mình đã chuẩn bị sẵn khăn tắm, bàn chải, sữa tắm, nước hoa vân vân. Thì bạn sẽ nghĩ wow, cái này nó còn tuyệt vời hơn trong một khách sạn nữa. Thì chắc chắn lần sau mình sẽ lại quay trở lại và dùng cái dịch vụ của Airbnb lần thứ hai. Ok, thì cái này nghe nó cũng khá là wow đúng không? Vậy thì họ không dừng ở đó, nhưng mà họ sẽ nhảy tiếp lên level 7, 8, 9. Và ví dụ đến một cái level thứ 10 đi, thì thứ level mà một cái trải nghiệm 10 star experience nó sẽ như thế nào? Hơi crazy một chút, nhưng mà có thể là 10 sao thì có thể là bạn vừa đáp xuống sân bay là sẽ có một cái đoàn sinh viên 5.000 người tới chào bạn, và có một cái xe để chào mừng bạn tới đất nước của họ. Ok, thì mình lúc đầu mình cũng nghĩ là anh Brian này anh sẽ dừng ở 10 sao, nhưng mà có thể mà anh không dừng ở 10 sao, anh sẽ lại nghĩ tiếp lên một cái trải nghiệm mà 11 sao là gì, 11 star experience sẽ là gì. Ok, thì maybe có cái gì có thể đi cùng mình có thể nghĩ hơn được đúng không? Ví dụ như là chẳng hạn như theo anh nói là mình bước bước xuống thì có Elon Musk sẵn ở đó, và nó à, và anh bảo là mày sẽ đi lên vũ trụ chung với tao. Ok, thì cái process này nghe nó hơi hơi nghe nó hơi rất là crazy, nhưng mà cái point của cái process này thì có thể là cái trải nghiệm 9, 10 và 11 sao nó không feasible, có thể là mình sẽ không build được những cái trải nghiệm như vậy. Nhưng mà đâu đó giữa cái điểm mà từ 5 cho tới 10 thì maybe sẽ có trải nghiệm 6, 7, 8. Nó là một cái điểm giao thoa, một cái điểm sweet spot mà mình có thể làm được cho user. Team có thể view và user có thể cảm thấy là tao thích cái trải nghiệm này và tao muốn quay lại. Thì cái point của này là mình sẽ cần design cho những cái trải nghiệm, mình nghĩ tới những cái trải nghiệm rất là extreme, những cái trải nghiệm mà mang tới positive experience cho họ rất là nhiều, thì từ đó mình sẽ work backward lại để define, để biết là mình nên scope down nó xuống còn những cái gì. Ok thì cái mở đầu nó hơi dài, nhưng mà vì sao bạn mình chốt lại một bằng một vài câu ha, thì vì sao một bạn PM có thể sẽ cần biết đến UX? Thì thứ nhất là nó có thể giống như Airbnb đó, thì nó có thể giúp bạn stand out trong một cái thị trường đang có rất là đông đúc. Ví dụ như là 99% là những cái use case hoặc là những cái nhu cầu bạn đang nghĩ ra hiện tại thì chắc chắn là đã có một cái app nào đó nó giải quyết cái vấn đề đó rồi. Cho nên là nó sẽ giúp bạn nổi bật trong một cái thị trường, và từ đó bạn sẽ có thêm được cái customer loyalty. Thì ví dụ với những cái thị trường, những cái tool mà nó quá rẻ, giá nó đều ngang ngang nhau, thì cái mà nếu mà không tính tới giá đi ha, thì cái mà làm cho người ta nhớ nhất đến app của bạn có thể là cái trải nghiệm. Và nó sẽ giúp cho bạn, một bạn PM có thể suy nghĩ ra, brainstorm ra được những cái idea tốt hơn và đưa ra được những cái feedback relevant và liên quan hơn cho một bạn khi mà làm việc chung với một bạn UX designer. Và cái cuối cùng mình nghĩ là nó sẽ rất là quan trọng với một bạn PM, đó là nó sẽ giúp bạn biết là user pain point là gì, và nó sẽ giúp bạn focus vào những cái mà mình cần deliver trong các product. Ok, thì chốt là bốn ý đó, thì cuối cùng thì UX là gì? Thì mình sẽ mượn cái hình này của một bác designer khá là nổi tiếng trong giới UX design. Thì đây là cái hình, cái diagram này nó gọi là Elements of UX. Đúng rồi, Heidi Lau cũng làm vậy á. Thì Elements of UX ở đây thì các bạn có thể thấy là ở đây nó có sẽ có 5 lớp đúng không? Thì khi mà mới bắt đầu nhận những cái market input, những cái user research, thì mình đang ở một cái level rất là abstract. Thì lúc lúc đó thì mình chỉ mới biết được là user needs là gì, rồi cái objective mà mình muốn solve là gì. Thì từ đó mình sẽ đi lên những cái level mà nó chi tiết, nó rõ ràng hơn. Ví dụ như là sẽ define được cái function mình muốn là gì, những cái content, những cái input output mà mình cần là gì. Và từ đó sẽ lên những cái cao hơn như là interaction nó ra sao, information architecture nó ra sao, rồi sau đó sẽ lên ví dụ như là cái UI. Thì cái này là cái công việc mà
lúc đó mới đến công việc của UI design là interface ra sao, rồi sau đó là visual design. Thì nghe cái này thì có thể nó sẽ hơi lý thuyết, nhưng mà khi mà map nó vào cái product development process thì các bạn sẽ thấy là nó khá là quen thuộc, nghĩa là những cái layer bên dưới là những cái mà PM sẽ nhận input từ customer, từ business, từ market, và PM sẽ define ra được những cái này, và từ đó thì các bạn làm product, làm product design, làm UX có thể work tiếp đến những cái layer ở trên, và ở trên này có một cái nó sẽ phần code, phần implement, thì lúc đó là sẽ công việc của một bạn developer. Ok, thì có một vài trường hợp thì mọi người sẽ hơi hiểu nhầm UX một tí. Ví dụ như là đây là cái layer trên cùng là visual design, một cái user interface nó ra sao, thì nó sẽ là cái mà chắc chắn là mình khi mà mình nhắc tới một cái app, mình chắc chắn mình sẽ default nghĩ tới visual design, cái app nó ra sao rồi. Thì nhưng mà một cái app mà có UX tốt đó, thì nó sẽ có nhiều yếu tố, và một cái team product tốt và một bạn product manager tốt, thì các bạn sẽ cần oversee và make sure là bốn layer này nó đều work tốt và nó đều hiệu quả và nó đều friendly với user. Thì đây là một cái so sánh mà mình khá là thích, cho nên là mình sẽ sử dụng cái này để cái này là của so sánh của bác Dan Olson, là cái bác tác giả của cuốn The Lean Product Playbook á. Thì mình thấy nó khá là liên quan, khá là dễ hiểu cho các bạn viên, cho nên là chắc là hôm nay mình cũng sẽ dùng cái bốn cái layer này chính để mình giải thích sơ sơ cái process về UX nó sẽ ra sao ha. Ok, thì cảm ơn anh Thành Tô. Thì sẽ bắt đầu từ cái level dưới cùng là conceptual design đi. Thì conceptual design nó các bạn có thể hiểu là nó là một cái high level plan, là cái product nó sẽ work như thế nào và những cái element, cái component bên trong nó sẽ fit với nhau ra sao. Ví dụ như là khi mà một cái người designer, một cái bạn PM define ra cái concept, thì nó sẽ là cái đại diện cho những cái component bên trong system để nó interact với user. Thì từ đây thì user sẽ map với cái mental model của họ, là họ sẽ nghĩ về cái product đó như thế nào. Ví dụ như mình có thể lấy một cái ví dụ như là Google Map đi. Thì Google Map, khi mình nghĩ đến Google Map đó, thì mọi người sẽ nghĩ tới những cái concept như là điểm đến, điểm xuất phát, điểm xuất phát và điểm đến. Rồi ví dụ như cái phương tiện, những cái pin ở trên map, là những cái collection nó sẽ là gì. Thì đó là cái cách mà một vài cái ví dụ mà những cái concept bên trong một cái app như là Google Maps nó sẽ map với những cái mental model của user thế nào. Thì chắc là mình sẽ ví dụ một cái đơn giản thôi. Thì khi mà ví dụ bạn muốn làm một cái app calendar, ngay từ đầu tiên thì bạn sẽ cần nghĩ tới nó gồm những concept nào. Ví dụ như là calendar thì chắc chắn là sẽ có các appointment rồi. Và một cái appointment thì maybe là mình sẽ cần những cái xa hơn để nó useful hơn với user, thì lúc đó mình sẽ cần thêm những concept như kiểu nó sẽ có reminder, có notification cho bạn, hoặc là user khi mà họ muốn phân loại những cái appointment ra thì nó có thể có thêm cái type. Rồi một cái xa hơn nữa là user họ có thể muốn invite bạn bè vào, invite đồng nghiệp vào cái appointment đó, thì mình sẽ có thêm một cái nữa là concept, nữa là participant. Thì cái participant nó lấy ở đâu ra, thì nó sẽ cần có một cái chỗ để chứa participant. Lúc đó nó sẽ có một cái ví dụ như là contact list chẳng hạn. Thì đây là một cái ví dụ đơn giản về những cái concept mà mình sẽ cần define ra trong một cái product trước khi mà bắt đầu đến những cái phase tiếp theo. Ok, cái này nghe nó cũng hơi nó hơi lý thuyết một tí, nhưng mà mình có lấy một cái ví dụ này đơn giản. Thì khi mà các bạn làm những cái product, đúng rồi đó, khi mà làm những cái product nó phức tạp hơn thì nó sẽ có khá nhiều thứ hơn. Ok, thì từ những cái concept này, thì làm sao để mà mình đến ra được một cái app. Thì cái bước tiếp theo thì có thể là
sẽ cần bàn một cái là information architecture hoặc là một cái tên cũng quen thuộc khác gọi là một cái hơi tương tự cũng là site map chẳng hạn, thì nó sẽ là cái mà mình đưa cái structure, cái navigation nó như thế nào để những cái thông tin, những cái concept trong cái product đó nó dễ hiểu cho các bạn user. Hoặc là mình sẽ nên đặt tên những cái navigation, những cái section đó là gì, để khi mà người ta nhìn vào thì người ta có thể biết được là đây là cái mà tao cần tìm. Một cái ví dụ quen thuộc đó đi, các bạn có thể tưởng tượng đây là Shopee chẳng hạn đi, hoặc là một cái app e-commerce quen thuộc là đó. Thì cái navigation của nó thì đầu tiên là sẽ có homepage, rồi sẽ có những cái như là location. Cảm ơn anh Thành. Search, service, vân vân. Và trong ví dụ em sẽ có product, thì trong product sẽ có những cái catalog, những cái list của product chẳng hạn, thì sẽ có một cái function là add và giỏ hàng. Thì cái này là một cái đơn giản, thì khi mà mọi người bắt đầu làm một cái information architecture, các bạn sẽ đặt những câu hỏi như là nên những cái group này nó nên, những cái object này nó nên đặt vào cái trang nào thì nó sẽ hợp lý, và ví dụ như cái trang này thì mình nên đặt là location hay là nên đặt là một cái gì khác để user biết là khi mà cần xem cái giỏ hàng, cái đơn hàng của mình nó đang ở đâu, thì họ cần phải nhìn cái chữ gì thì họ sẽ biết là cần tìm nó ở đó chẳng hạn. Thì đây là một cái ví dụ cũng khá đơn giản. Và khi mà sau đó thì khi mà xong những cái sườn của nó đi, thì các bạn có thể làm tới những cái chi tiết hơn liên quan, lúc này nó mới liên quan đến cái gọi là cái mà mọi người thường hay nghĩ về UX, ví dụ như là user journey, user flow. Thì khi đó thì sẽ có một vài câu hỏi mà mình sẽ đặt ra trong cái quá trình làm cái product, ví dụ như là user trải qua những cảm xúc gì trong cái quá trình dùng cái này, hoặc là làm sao để user đi complete một cái goal, hoặc là đi từ cái task này sang cái task khác ra sao, hoặc là khi trên một cái trang thì mình nên layout cái UI nó như thế nào, hoặc là những cái này mình nó interact với nhau và interact với user ra sao, kiểu họ bấm một cái nút này thì nó nên system system nó nên display cái gì, hiển thị cái gì chẳng hạn. Thì với mỗi câu hỏi này thì nó có thì sẽ có những cái artifact, những cái phương pháp khác nhau để có thể đưa ra được cái solution. Thì chắc là mình sẽ quay lại cái ví dụ calendar hồi nãy cho nó dễ hình dung. Thì để mình design một cái calendar, thì để mà hình dung ra được cái trải nghiệm của user trải qua những cái gì đi, thì mình sẽ mượn một bạn và các bạn này làm persona ha. Thì khi mà bắt đầu làm persona thì mọi người sẽ có thể lấy được define một cái persona dựa trên những cái ví dụ như là user research, user input. Mọi người sẽ research là cái đối tượng giao dịch của mình là gì, và cái context, cái behavior của họ như thế nào. Thì mình đã define ra một cái mẫu đơn giản ở đây rồi. Thì ví dụ đây, bạn này là Dương, bạn này là PM ở Việt Nam, và cái context và cái lối sống, cái lifestyle của bạn là bạn đi du lịch vòng quanh thế giới rất là nhiều, và một lâu lâu thì bạn sẽ ở những cái nước khác nhau, nên bạn sẽ switch cái bạn sẽ đổi cái time zone liên tục. Và bạn vì là PM cho nên là bạn sẽ phải có rất là nhiều meeting trong một ngày, vừa cả online vừa cả offline. Rồi nhưng mà bạn này là PM nhưng mà hơi low tech một tí, bạn này là ví dụ thôi nha, thì bạn này hơi low tech một tí là bạn sẽ manage những cái meeting, bạn sẽ note những cái meeting của bạn bằng một cái phương pháp nó hơi truyền thống là notebook, bằng một cái cuốn giấy, hoặc là bằng thông qua trao đổi email với khách hàng hoặc là với đồng nghiệp. Thì nếu mà mọi người không không nhìn rõ mình thì mọi người cứ nói nha, thì mình tìm cách mình zoom vào. Thì đây là mình cái mà ví dụ mình đã interview bạn ví dụ mình đã interview cái bạn user, những cái bạn user trong cái tập khách hàng này, và mình sẽ ra được một cái journey của họ trong một ngày như thế nào. Thì ví dụ như ở đây sẽ có các cái step chính như là các step chính như là bắt đầu một ngày đi làm, join một cái meeting và wrap up. Thì bên trong đó sẽ có những cái action là gì, thì mình có thể define ra được, ví dụ như là một ngày
Bạn bắt đầu bằng cách là thức dậy chào buổi sáng, bạn mở email và tin nhắn start lên để bạn check, sau đó thì bạn sẽ review xem là hôm đó bạn còn làm gì, rồi ăn sáng và chuẩn bị đến công ty. Thì cái feeling ở đây của bạn lúc đó vẫn đang rất là tốt. Khi mà bạn chạy xe đến công ty và gửi xe đi thì có thể feeling của bạn nó hơi mệt rồi, lúc đó bạn nó bạn đã gặp kẹt xe ngoài đường, hoặc là kiểu bạn không sure lúc đó bạn có bị trễ giờ vào meeting của bạn hay không, rồi bạn phải liên tục check đồng hồ xem là đến giờ meeting chưa. Thì khi mà vào công việc rồi thì bạn sẽ chuẩn bị cho một cái Zoom meeting, và sau đó thì bạn nhận ra là mình ghi nhầm time zone của customer rồi. Thì cái cảm xúc ở đây nó sẽ là một cái rất là sẵn sàng tackle công việc, nó lại là một cái trải nghiệm nó đi xuống là no, mình đã nhớ lộn cái time zone, mình đã lót lộn cái giờ làm việc chẳng hạn. Thì lúc đó thì sẽ cái trải nghiệm của bạn nó đã thấp rồi, và những cái action tiếp theo của bạn nó sẽ ví dụ như là mình sẽ cần gửi email để xin lỗi với cái bạn customer, hoặc là mình sẽ cần phải xin một cái schedule sang một cái buổi khác chẳng hạn. Thì đây là một cái phiên bản simplify rất là đơn giản ngắn gọn của một cái journey user thực tế. Thì ở đây có hai cái pain point chính đi, thì maybe sẽ thực tế thì nó sẽ khá là khác biệt và nó sẽ không phát sinh nhiều. Thì có thể pain point nhất là cái cách mà plan giờ meeting hơi thủ công đó, nó sẽ khó làm cho bạn khó giúp bạn keep track và xin nó dễ hơn. Ví dụ là khi bạn gửi xe thì bạn sẽ phải liên tục check xem là mình có bỏ lỡ meeting hay chưa, hoặc là khi mà bạn zoom cái bạn có một cái zoom meeting với khách hàng thì bạn lại dễ bỏ lỡ, tại vì bạn đi du lịch nhiều nơi chẳng hạn, thì cái time zone nó đổi liên tục thì có thể là những cái đó nó không xin với nhau, vân vân. Đúng đúng, có thể cái này em tưởng tượng ra nhưng không ngờ là nó có thật. Ok, thì đây là một cái user journey, một cái user journey đơn giản, và ví dụ như từ cái này đi thì cái team có thể lấy để consolidate ra được những cái function, những cái mà concept như hồi nãy mà mọi người muốn, để có thể develop được một cái product để solve được những cái user needs như thế này. Ok, thì từ đó mình có thể define được những cái user flow đi. Thì user flow ở đây ví dụ một cái đơn giản, mình có thể thử với một cái job đơn giản nhất, đó là tạo appointment. Thì nó có thể bắt đầu việc là mở một cái app calendar lên, thì system sẽ check là nó đã sign in hay chưa. Nếu chưa thì sẽ hiện cái trang login ra, rồi sau đó sẽ mở cái calendar view. Thì cái bạn bạn Dương nó có thể tạo một cái appointment mới, thì có thể chọn tên, chọn thời gian. Thì sau đó bạn có thể chọn là bạn có muốn, nếu mà bạn muốn customize cái details của cái appointment đó thì bạn có thể sử dụng những concept mà mình đã define ra từ đầu. Ví dụ như là participant, bạn có thể add, bạn có thể chọn cái type của cái appointment là gì. Hoặc là nếu mà bạn muốn là khi mà sắp tới giờ meeting nó sẽ báo với bạn trước 10 phút thì bạn có thể add một cái reminder. Thì đó là mình ví dụ rồi cái cách mà những cái concept của mình nó sẽ áp dụng vào cái lúc mà mình làm cái flow đó như thế nào. Rồi thì sau đó nếu mà xong rồi mình có thể submit cái này đi. Và từ đó thì cái system nó sẽ display một cái appointment mới trên cái calendar của bạn. Ok, thì đây là một cái flow đơn giản. Bạn thì ví dụ như cái trường hợp mà bạn cứ đi du lịch liên tục rồi cái time zone nó switch qua switch lại chẳng hạn thì sao? Thì lúc đó mình sẽ cần review lại, và mình define thêm một cái trường hợp nữa là khi mà bạn vừa mở calendar lên thì maybe là cái hệ thống nó sẽ check là cái device, cái thiết bị, cái time zone nó là gì, ví dụ nó có khác với là cái lần gần nhất không, thì maybe nó sẽ cần sync cái time zone với nhau, còn nếu không thì nó sẽ show một cái calendar view như bình thường. Thì ví dụ đây là một cái mà cái user flow đơn giản. Thì cái này là một cái team product design, tụi mình thường sẽ hay define những cái này, là tụi mình sẽ làm việc chung với lại engineer, với lại các bạn product manager để mình review xem là cái user flow này nó đã ok chưa, có cái lỗ hổng nào trong flow mà mình cần phải review không. Rồi
những cái step, những cái system, những cái step mà system action mình đã define trong này nó có đúng hay chưa, để có thể chỉnh sửa lại đúng với lại cái requirement, với cái technical constraint của cái product đó em. Thì maybe sau khi mà mọi người đã ra được cái user flow rồi thì sẽ đến cái bước là làm wireframe. Thì theo mình biết thì trong khóa học sẽ có một, không biết là có chưa, mà sẽ có một cái buổi để hướng dẫn mọi người làm wireframe. Thì cái mọi người làm wireframe ở đây thì thật ra thì trong khóa, trong cái slide học mình được xem, tình cờ được xem đó, thì thấy mọi người cũng share khá là chi tiết rồi, cho nên là mình sẽ đi nhanh qua phần này thôi ha. Ok, không sao, wireframe này cũng khá là polish so với mấy cái wireframe bình thường rồi. Thì cái wireframe là một cái mà mọi người thường sẽ làm rất là đơn giản, nó chỉ có màu trắng màu đen rồi, chỉ có những cái box thôi. Thì cái này nó cũng một cái wireframe khá là chi tiết rồi. Thì nó sẽ là cái mà mình sẽ brainstorm, mình sẽ làm thêm một cái bản nháp là cái layout nó sẽ là gì, để mọi để team và để team có thể hình dung rõ hơn là cái solution mà mình nghĩ ra nó sẽ trông như thế nào, hoặc là cái nó có thể xem thử được là cái layout hoặc là những cái hierarchy của cái element như thế nào chẳng hạn. Thì đây là một cái bản wireframe, thì từ cái wireframe này có thể làm define ra những cái user interface chi tiết hơn, những cái mockup chi tiết hơn. Thì những cái mà user interface thì sẽ có là những cái phần mà thường mọi người sẽ quen với cái công việc của một cái bạn UX làm hơn á. Thì lúc mà mọi người nghĩ đến cái role mà UX UI thì mọi người sẽ là nghĩ tới những cái này khá là nhiều, và đúng thật là nó rất là nhiều, cho nên là hôm nay mình sẽ đưa mọi người một vài cái gợi ý để mà mình có thể tìm hiểu thêm nếu mà mọi người thích thôi. Còn nếu mà để nói qua hết những cái này thì nó cũng khá là dài á. Thì trong UX nó sẽ có những cái, nó sẽ không không phải là cảm tính, mà nó sẽ có rất là nhiều những cái guideline, những cái heuristic, những cái laws về psychology mà một bạn UX designer sẽ cần biết để có thể design ra được những cái interface mà nó thân thiện với người dùng. Thì những cái này thì nó sẽ dựa trên cái thời gian nghiên cứu và làm user research của mấy cái bạn mà UX research khá là nhiều, và cũng hoặc là những cái bạn mà chuyên nghiên cứu, những bạn chuyên nghiên cứu về psychology á. Thì đây là những cái mà nó được test qua thời gian, từ cái thời gian mà khi internet, màn hình máy tính vừa bắt đầu á, thì nó đã được develop cũng khoảng mấy chục năm rồi. Cho nên đây là những cái best practice mà không chỉ mỗi, nếu mà trong trường hợp team của bạn không có designer thì một bạn PM nếu mà muốn có thể maybe bạn có, bạn hy vọng mình có thể tự động xử lý được những cái task design mà team giao cho mình chẳng hạn, thì bạn có thể thử tìm tới những cái resource này để bạn maybe là kiểu học thêm cái cách mà user suy nghĩ như thế nào để có thể design ra được một cái UI đơn giản. Thì đây là hai cái mà mình gợi ý. Thì thứ nhất có thể là bạn có thể lên cái trang web là laws-of-UX.com, thì nó là những cái laws liên quan đến psychology, cái cách mà user suy nghĩ interact như thế nào trên một cái interface. Và cách thứ hai là 10 cái usability heuristic dành cho interface design của các Nielsen Norman. Thì là cái gọi là kim chỉ nam sách giáo khoa gối đầu giường của mấy bạn UX đó. Ok, thì các process của UX thì như mình nói nãy giờ, bạn có thể thấy là khi mà mình làm user flow hoặc là làm user journey hoặc là làm cái wireframe thì sẽ cần back lại, ví dụ mình đang làm wireframe mình sẽ cần back lại user flow để mình điều chỉnh vân vân. Thì nó sẽ là một cái process iterative, nghĩa là nó sẽ quay, nó sẽ không có là một cái đường tuyến tính mà mình sẽ làm step này rồi mình sẽ quay lại để review, feedback và evaluate rồi sau đó sẽ làm tiếp. Nó sẽ là cái process tương 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 tự như là cái process develop một cái sản phẩm như đó. Ok, thì ví dụ với những cái product mà đã có sẵn đi, thì làm sao để các bạn có thể improve, có thể làm cái trải nghiệm của nó tốt hơn. Thì mình có một cái này là một cái framework mà không phải là team product nào cũng sẽ dùng, nhưng mà chắc là hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người.
để mọi người có thể có một cái overview sơ sơ về những cái khi mà các bạn nói đến friction, nói đến UX issues, nói đến pain point thì mọi người có thể có một cái framework để map sơ sơ là đây là cái loại friction gì, và để mà giải quyết nó thì mình để mà identify được nó thì mình có thể làm những cách nào. Thì đây là của bác bác này là một bác product manager. Trước đây thì bác này là product manager của LinkedIn, và hiện tại thì bác đang làm một cái note taking app riêng, là co-founder của một cái note taking app. Thì đây là Sachin Reki, thì bác này có một cái blog là viết về product manager, product management và design rất là hay. Maybe là nhờ ai đó add link vào em. Ok, thì nó sẽ có ba cái level của friction, đi từ những cái phổ biến nhất ở dưới cùng cho đến những cái cao hơn, thì nó sẽ là những cái khó reach được hơn. Ok, thì đầu tiên là những cái interaction friction, là những cái mà khi mà mình cảm ơn Nguyễn nha. Là những cái interaction friction, là những cái mà khi mọi người nói đến pain point thì pain point hoặc là UX issues, UX friction thì mọi người sẽ nghĩ tới nó đầu tiên á. Nó sẽ là những cái mà tất cả những cái gì đó trên cái interface mà block user khỏi cái việc là complete cái job của họ. Mình ví dụ nha, cái Apple, khi mà Apple mới ra cái iPhone á, thì cái UI của Apple với lại cái màn hình touch screen có cái keyboard ở trên đó là một cái rất là đột phá vào thời gian đó, là nó đã giúp bỏ đi cái trải nghiệm là của những cái điện thoại trước đây là bàn phím bấm. Thì nó là một cái interaction friction, là user sẽ phải bấm trên một cái nó khá là cồng kềnh và không có thuận, không có quen tay với người dùng lắm. Thì khi mà Apple họ tìm ra được cái người Apple tìm ra được một cái interaction trong cái thao tác, trong cái tương tác như vậy, thì đã bắt đầu là phát triển một cái touch screen màn hình. Thì ngoài ra thì một vài cái ví dụ nữa quen thuộc với mọi người hơn là có thể là Amazon. Thì mọi người sẽ Amazon có một cái nghiên cứu là với một cái 100 mili giây mà cái website của họ load nhanh hơn thì họ sẽ tăng được 1% revenue. Thì cái này nó là một cái nghiên cứu dài hơn của Amazon, nhưng mà đây là có một cái ví dụ về việc là performance, thì nó cũng website nó load nhanh hay chậm thì nó cũng là một trong một cái nhân tố, trong một cái yếu tố trong tương tác, thì nó cũng sẽ ảnh hưởng tới cái product, tới cái business như thế nào. Ví dụ nữa là Slack hoặc là WhatsApp đi, thì cái đó là những cái tool mà nó giúp cho giảm cái friction khi mà mọi người dùng email với lại SMS á. Thì khi mà mọi người dùng email trước đây thì mọi người sẽ phải gõ một cái bấm gửi và đợi người người kia mở email lên trả lời một cái đoạn rất là dài. Thì cái sự ra đời của Slack, của những cái công cụ như là Messenger, WhatsApp, thì nó sẽ giúp cho giảm cái friction trong cái việc tương tác qua lại giữa người với người, làm cho cái communication nó nhanh và nó tiện lợi hơn. Ok, thì để mà tìm ra được những cái friction này thì sẽ có những một vài cách, ví dụ như là usability test, interview user, usability test là cho người dùng dùng một cái product hoặc là mình quan sát họ, thì mình sẽ xem là họ gặp friction ở đâu, có cái gì nó khó trong lúc họ dùng. Ngoài ra thì có thể một vài cái như là heuristic evaluation, nghĩa là đánh giá cái bằng 10 cái Nielsen heuristic guideline hồi nãy mà mình có giới thiệu. Hoặc là ví dụ là đưa một cái bạn expert review, một cái team expert về design, về UX review, về user research, thì có thể là họ sẽ discover ra được những cái friction interaction đó. Thì những cái này nó solve thì thật ra nó khá là đơn giản. Ví dụ như là mình thấy là lỗi ở đâu thì mình sửa ở đó thôi. Hoặc là những cái mà khó hơn là navigation information architecture nó quá khó hiểu thì mình sẽ fix những cái đó, rồi làm cho cái UI nó rõ ràng hơn, sửa những cái liên quan đến
CTA chưa đủ rõ hoặc là làm cho cái trang cái product đó, nó load nhanh hơn thì cũng là một cái. Đến một cái tiếp theo, một cái khó nhằn hơn, nghĩa là cognitive friction. Thì ở đây nó sẽ là một cái friction trong cái suy nghĩ của user. Nên là khi mà họ complete một cái task thì nó sẽ cần cái mental effort cao như thế nào. Ví dụ như là khi Uber với Grab mới vừa ra đi, thì nó là một cái giúp cho giảm cho cái cognitive friction của cái việc mà đi lên xe bus hoặc là đi lên phương tiện công cộng, hoặc là gọi một cái bước ra đường, vẫy một cái taxi. Thì mình chỉ cần, thay vì đó mình chỉ cần bấm điện thoại, mình mở điện thoại lên, mình nhập điểm đến, điểm đi, điểm đến, rồi sau đó mình đợi xe nó tới thôi. Thì nó làm cho cái việc là đi ra một cái public, ví dụ như là bạn phải đi ra ga tàu hoặc là bạn phải ra đường đường vẫy taxi, nó làm cho cái trải nghiệm đó nó smooth hơn rất là nhiều. Và ngoài ra, ví dụ một cái ở Việt Nam đi, thì ví dụ mấy cái app như là FinPay, Infina hoặc là những cái quỹ chẳng hạn, thì nó cũng là một cái ví dụ cho cái việc là nó giảm cái cognitive friction của người dùng như thế nào. Khi mà một bạn mà mới vừa khi mà một bạn mà mới vừa làm quen với lại cái thế giới tài chính đầu tư á, thì sẽ có rất là nhiều thứ trái ngợp. Thì những cái app này là nó simplify cái quá trình mà đầu tư của mọi người, nghĩa là nó sẽ có sẵn những cái gói mà bạn có thể chọn, sau đó thì bạn chỉ cần xem là cái nào phù hợp với mình thôi, bạn sẽ không cần phải bỏ thời gian, bỏ công sức ra để đọc báo cáo tài chính rồi xem những cái tin tức liên quan tới cái công ty để chọn một cái mã cổ phiếu để đầu tư. Thì đây là một cái mà nó làm cái barrier để mà đi vào cái việc bắt đầu cái bước đầu tư của mọi người rất là thấp, cho nên là đây là một cái use case cũng khá là phổ biến. Dạ vâng, em mọi người xem được dễ hơn chưa? À kiểu em muốn xem kỹ cái app ấy, ý là nó chia cho Anh có thể tải app luôn để xem kỹ hơn. Bắt đầu đầu tư. Dạ, nó sẽ có một vài cái gói như là dựa trên cái tính cách, ví dụ như đây thì tính cách an toàn thì nó sẽ là những cái gói đầu tư, những cái mã rất là an toàn, nó không có hậu bị rủi ro cao, low risk low return, và sau nó sẽ đến những cái như là bảo toàn rất mạo hiểm thế này chẳng Oh, nice. hạn. Và nó sẽ spread out ra ra cái danh mục một ngày hả đúng không? Dạ vâng, đúng rồi, thì nó simplify cái việc đầu tư rất là nhiều, mình chỉ cần xác định là mình muốn cái khẩu vị rủi ro nó ra sao thôi. Nên cái này nên này là một cái ví dụ, em thấy ví dụ tiêu biểu của cái việc là giảm cái mental effort của các bạn đầu tư mới luôn. Anh tuổi trâu mà anh đâu mà hiểm lắm đâu. Nó không liên quan đâu mà anh. Thôi thôi về. Nhưng mà với kinh nghiệm đầu tư khoảng nhiều năm là khoảng 2 năm và lỗ khoảng mấy chục thì mình khuyên các bạn nên tự đầu tư trước xong rồi chơi cái này sau. Nhưng mà hay 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 là nó frame luôn cái decision making của mọi người theo cái hướng là chọn rủi ro ấy. Hay. Đúng không? Ok. Đúng. Được chưa? Ok. Thì để mà identify các bạn một tí, thì làm sao để mình biết được là làm sao để identify ra được những cái friction trong suy nghĩ như thế này. Thì nó sẽ là những cách mà, ví dụ như cái hồi nãy mình làm đó, đó là mình làm user journey, thì mình sẽ quan sát và mình sẽ nghiên cứu là một cái journey trải nghiệm của họ như thế nào, để mình tìm ra được những cái pain point trong suy nghĩ và trong cảm xúc của họ là gì. Thì có thể là mình sẽ, maybe là mình sẽ innovate ra được một cái sản phẩm mà nó solve được những cái pain point đó, một cái thị trường hoàn toàn mới chẳng hạn. Ví dụ như cách mà Airbnb hoặc là như cách mà Uber, Airbnb đã lấy cái thị phần của khách sạn, hoặc là như Uber đã lấy cái thị phần của taxi. Đó. Ngoài ra thì cái này nó cũng sẽ ví dụ những cái cách khác như là funnel analysis,
hoặc là làm user interview, làm market research. Thì những cái này là những cái cách mà mọi người sẽ giúp mọi người nhìn toàn bộ cái journey từ cái lúc bắt đầu cho cái ngành của họ như thế nào cho tới cái lúc mà họ hoàn thành được cái mục tiêu. Và nó sẽ bao gồm những cái phần, những cái area mà nó không đang không được bao gồm trong cái product của bạn luôn. Ví dụ như là nếu mà hồi đó Airbnb chỉ nghĩ tới việc là chỉ nghĩ tới việc là check in đi thì maybe là họ sẽ không làm tới những cái, ví dụ như là nếu mà Airbnb chỉ nghĩ tới dịch vụ homestay đi thì có thể là họ sẽ không thêm những cái ví dụ là event, những cái lớp workshop này nọ ở trên Airbnb luôn. Thì đó là những cái mà bạn có thể nghĩ tới. Ngoài ra thì ngoài ra thì có một cái cuối cùng, bắt đầu từ dưới lên trên. Cái này chắc là để mình sẽ trả lời xong ha. Okay. Thì cái một cái cuối cùng là emotional fiction. Cái này là một cái mà về mặt cảm xúc thì nó sẽ khó hơn. Nghĩa là về mặt cảm xúc thì nó khó hơn ở cái cognitive một tí. Ví dụ là khi mà bạn đã chần chừ, bạn đã ngần ngại và bạn đã có cảm giác là sợ chẳng hạn đi, thì bạn sẽ ít có khả năng sử dụng một cái product hơn nữa. Ví dụ như là khi một cái mà nó có thể solve được cái emotional friction đi là việc học cái ngôn ngữ mới, thì Duolingo có thể là Duolingo đã tìm ra được cái việc mà phải học một cái ngôn ngữ rồi đến lớp học nó khó, và cái cảm xúc mà sợ và ngần ngại để học một cái thứ mới nó rất là khó, thì Duolingo đã làm cho tạo ra một cái product mà với những cái ví dụ như là gamification, những cái personality rất là vui nhộn và những cái cách mà engagement rất là vui để user có thể bớt cái barrier sợ hoặc là không muốn học, kiểu như là cúp học đi chẳng hạn. Thì đó là những cái mà Duolingo đã làm để giảm cái emotional friction. Hoặc là ví dụ một cái Tinder, Bumble chẳng hạn, thì hồi xưa là mình đi ra ngoài mình gặp người ta thì và mình bắt đầu nói chuyện làm quen với một người bạn để tìm người yêu, thì sau đó khi mà những cái online app nó đời đầu, ví dụ như là kiểu cupid.com hay cupid gì đó mình không nhớ, thì nó là đi bạn sẽ list cái profile của bạn, xong rồi sau đó thì người ta sẽ người ta sẽ nhắn tin. Thì cái Tinder đã quan sát được cái sự ngần ngại, sợ bị nó hơi intimidating một tí của những cái cách hẹn hò truyền thống, và đã làm cho cái trải nghiệm mà tìm người yêu nó dễ hơn rất là nhiều. Ví dụ là bạn chỉ cần up hình lên, bạn viết một cái bio ngắn gọn thú vị, rồi sau đó thì cách bạn tìm là bạn chỉ cần swipe rất là nhanh, bạn sẽ không cần phải invest quá nhiều thời gian hoặc là công sức, hoặc là cái sợ bị từ chối giống như là những cái cách làm truyền thống chẳng hạn. Thì khi mà hai người match với nhau á, thì lúc đó mới có thể hai người match với nhau, thì lúc đó thì bạn sẽ biết hơn được là mình match với người này, nghĩa là người này cũng interest với mình. Thì nó sẽ khác với cách truyền thống, ví dụ như là bạn sẽ phải hỏi người ta là có muốn làm quen hay không, có muốn vân vân đó. Một cái ví dụ như là Instagram đi, cái này rất là quen. Thì Instagram ở đây mình không dùng chữ copy, mình sẽ dùng chữ là adopt. Thì Instagram đã mượn cái concept là story của Snapchat. Thì lúc mà Snapchat vừa ra đó thì có một cái concept là story, thì Snapchat sẽ cho phép mình up một cái story lên trong một cái thời gian ngắn nhất định, thì sau đó nó sẽ biến mất. Thì cái team của Instagram lúc đó thì đã làm nghiên cứu thị trường, tại vì có một cái thời gian là các bạn hồi xưa trên lúc mà Gen Z còn trẻ, bây giờ thì tụi mình lớn rồi, nhưng mà lúc mà Gen Z còn trẻ thì mọi người không có muốn dùng cái không dùng Instagram và Facebook quá nhiều nữa, tại vì cái áp lực là phải đăng lên thì nó sẽ ở đó hoài luôn, và trên đó sẽ có rất là nhiều gia đình, bạn bè rồi đồng nghiệp vân vân nữa, cho nên là sẽ phải cảm giác là sẽ phải keep up phải giữ thể diện một tí, đúng không? Thì mình sẽ cảm giác ngại, không có muốn engage trên cái platform đó nữa.
thì Snapchat thì lúc đó mấy bạn trẻ đang chuyển qua dùng Snapchat, nó rất là lúc đó là nó sẽ khá là nhanh đó. Cái gì đăng lên nó cũng sau 24 giờ là nó biến mất sau 24 giờ là nó biến mất liền, cho nên là và các circle của nó cũng rất là nhỏ nữa, cho nên là sau đó thì Instagram đã có thêm cái tính năng story. Thì thật sự là từ lúc mà mình dùng story á thì mình cũng không còn đăng post quá nhiều nữa. Cho nên là đây là một cái mà cái team của Instagram đã tìm ra được khá là hay, một cái insight khá là hay để làm một cái feature mà nó giúp Instagram giữ được cái lượng người dùng đông đảo như hiện tại. Ok, thì thực ra thì cái này là đúng rồi, giờ mình cũng chỉ giữ cái pin cái story lại thôi chứ mình cũng không có đăng tình luôn á. Thì cái emotional friction này là một cái mà nó khó nhất để mà mình nhận ra và mình và mình address được nó luôn. Thì cái này sẽ cần user interview rất là chi tiết, nghĩa là sẽ phải dành thời gian để hỏi và discover những cái insight khó nắm bắt được của user. Thì đây là những cái mà bình thường họ sẽ không nói ra khi mà mình ví dụ mình gửi survey hoặc là mình hỏi chung chung chẳng hạn đi, thì họ sẽ không nói ra những cái này, mà mình sẽ cần phải quan sát cái cách mà họ dùng những cái app khác như thế nào, rồi mình sẽ phải hỏi chi tiết và biết cách discover mấy cái insight đó. Thì okay, chốt lại đi thì nãy giờ mình cũng nói cũng khá là dài rồi, thì chốt lại đi thì mặc dù UX thì hiện tại là công việc chính của mấy bạn product designer là UX designer, nhưng mà theo mình thì là so với những cái bạn product manager mà mình đã từng làm á, thì các bạn product manager mà có một cái sense về UX tốt thì nó giúp các bạn rất là nhiều. Khi mà mọi người có intuition, có một cái intuition tốt về user nghĩ gì hoặc là cái nào có thể tốt cho user á, thì mọi người sẽ connect được những cái dots với nhau. Mọi người có thể đưa ra những cái feedback nó constructive hơn, mọi người có thể brainstorm ra những cái idea hoặc những cái feature mà nó có lợi hơn cho product mà có thể có trải nghiệm tốt cho user nữa. Và từ đó, hoặc là khi mà mọi người gặp những cái khó khăn trong lúc làm thì mọi người có thể maybe là nghĩ ra được những cái hypothesis và giả thuyết tốt hơn và chính xác hơn về cái friction và cái pain point của user lúc đó là gì. Thì ok, thì nếu mà mọi người muốn tìm hiểu thêm á thì mình có một vài resource ở đây ha. Thì ví dụ như là anh sếp của mình và anh Thành và chị Dương có làm một cái map là Product Management Book Collection. Thì trong đó có 5 cuốn sách cho Product Design. Thì nếu mọi người hứng thú về cái field này và muốn hiểu thêm về cách user nghĩ và hoạt động như thế nào thì mọi người có thể tìm từ cái link này ha. Ngoài ra thì là hai cái resource này mình có share là một cái user behavior heuristic guideline và laws of UX.com. Có file PDF thì thật ra thì mình chắc là mình sẽ tìm được đâu đó trên biển khơi đó. Cho nên nếu có thì chắc là mình sẽ nhờ lớp gửi cho các bạn nha. Okay. Thì, và cái duy nhất mà mình muốn một cái cuối cùng mà mình muốn nhấn mạnh đó là để có một cái user centric mindset tốt thì cái mình nghĩ cái quan trọng nhất chắc chắn sẽ là quan sát và tò mò về suy nghĩ của user, họ đang nghĩ gì, vì sao họ lại làm như vậy, mình có thể làm gì tốt hơn để cái trải nghiệm của họ smooth hơn. Ok, thì okay, mình sẽ kết thúc bài talk ở đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Đây. Ok, cảm ơn mình rất là nhiều. Đã tóm tắt lại xíu một số cái highlight từ cái bài talk của mình. Rất là ấn tượng cái lúc mà kể câu chuyện của Airbnb, họ suy nghĩ tới những cái trải nghiệm 10 sao. Đấy là cái đấy nó cái này là, sao không anh? 10 sao, 11 sao, nó rất là inspirational, rất là truyền cảm hứng. Thì đó là một trong những cái lý do mà mình nên quan tâm đến UX, là tại vì đôi khi trải nghiệm người dùng là cái mà nó mang lại cái lợi thế cạnh tranh cho cả một cái sản phẩm hay một cái công ty luôn. Sau đó là My có nói đến cái cách mà làm product design đó. Mình sẽ đi từ conceptual design nè, mình build information architecture, rồi sau đó mình sẽ đi qua interaction design, rồi cuối cùng là visual design. Thì trong
lớp mọi người học á, mọi người có học về conceptual design thông qua cái ORD, và mọi người có học về interaction design thông qua wireframe. Nhưng mà có đây là một cái góc nhìn mà nó toàn cảnh hơn và nó kết nối được nhiều cái điểm á, để mà mọi người suy nghĩ là conceptual design xong rồi xong phải làm gì nữa, xong rồi cuối cùng cái bề nổi của tảng băng là cái gì, nhưng mà cái bề chìm, những cái phần mà mình không thấy đó là cái gì. Thì cái này cũng rất là hữu ích để mà mọi người apply, nhất là apply vào cái bài presentation cuối khóa của mình nha. Sau đó là tới cái mô hình friction, rất là thú vị luôn. Friction với là có nhiều cái điểm mà mình có thể mình đôi ra mình discuss nữa, nhưng mà cái mô hình này nó chia cái friction ra như vậy nó khá là hay, để mà mọi người có thể thấy được là khi mà mình nói về friction hoặc là bất kỳ một cái concept nào đó, nó cũng có nhiều cái gọi là sự phức tạp và có thể chia ra nhiều tầng á. Thì mình có những cái gọi là mô hình, có những cái kiến thức này á, khi mà mình suy nghĩ, mình giải quyết vấn đề á, mình có thể map được là một cái friction nó nằm ở trong cái tầng nào, thì mình sẽ tìm những cái giải pháp phù hợp. Thì đó là những cái mà highlight mà mình có nhớ từ bài talk của My. Thì bây giờ chắc là tới phần hỏi đáp thôi. Mọi người hãy đặt câu hỏi trong khung chat hoặc là cứ unmute đó để hỏi nhé. Nhưng mà hồi nãy có một cái câu hỏi của Hưng là vậy thì khi nào mình dùng cái nào ta? Này là Hưng Thì đang refer tới cái model friction này nè, cái hierarchy này nè. Thì theo đúng kinh rồi, nghiệm đúng của rồi. My thì mình có cái chỉ dấu nào không? Thì chắc là em sẽ nói theo, em sẽ nhắc lại cái này một tí, là cái quá trình design nó khá là iterative, nghĩa là nó sẽ có thể là có lúc mình dùng cái này, có lúc mình dùng cái kia, sau đó thì mình sẽ quay lại và mình update lại bằng những cái phương pháp khác nhau. Nhưng mà em theo cái cách framework này nó suggest thì cái emotional friction này sẽ phù hợp với những cái product mà muốn innovate, muốn tạo ra một cái mới mà chưa có được address, thì nó sẽ phù hợp. Ví dụ một cái product, một cái product mới hoặc là một cái feature mới trong app chẳng hạn, thì đây là một cái mà có thể mọi người có thể cân nhắc khi mà dùng emotional friction để discover. Nó sẽ phù hợp khi mà mọi người đã thấy là cái app của mình nó không có một cái interaction friction nào nữa rồi, kiểu như là mình đã perfect những cái details trên cái UI, trên cái product đó rồi, nhưng mà vẫn có cái gì đó ngăn user không dùng á, thì mình nghĩ là đây sẽ lúc mình cần discover kỹ hơn bằng user interview, user research. Còn cognitive friction thì mình nghĩ là nó sẽ hơi hai cái này nó sẽ hơi interchangeable với nhau, nghĩa là sẽ có lúc bạn sẽ cần dùng cái này, có lúc bạn cần dùng cái interaction define để solve những cái interaction friction, thì nó sẽ phụ thuộc vào cái stage trong cái lúc mà bạn làm cái product đó. Ví dụ những cái này nó sẽ phù hợp với những cái mà nó đã có sẵn, những feature nó đã có sẵn rồi, và bạn có thể sẽ cần review lại để improve những cái interaction hiện tại của nó. Hoặc là cái cognitive là những cái mà khi mà bạn làm một cái user journey, nó sẽ làm một cái user journey và đúng rồi, khi mà bạn làm một cái user journey và bạn thấy là nó không có interaction friction quá nhiều, mà nó sẽ thiên về cái lúc mà user làm một cái task mà họ quên tới quên lui chẳng hạn, hoặc là làm một cái task mà rất là lâu, nó không có giống với những cái gì mà bạn đã hình dung ở ban đầu, họ làm kiểu shortcut hay là họ bỏ dở giữa chừng đó, thì có thể đeo cái cognitive friction. Thì nó sẽ là một cái process nó hơi iterative với nhau, cho nên là mọi người có thể không mình sẽ không nghĩ là bạn sẽ bắt đầu bằng khi nào sẽ dùng cái nào, mà bạn sẽ phụ thuộc vào là trong cái product requirement và cái user insight hiện tại, từ response từ customer hiện tại nó đang có những cái issue gì, và maybe là bạn sẽ xem là có thể discover bằng những cái cách identify nào không, thì sau đó mình mới map sang cái này. Cho nó sẽ không thường nó sẽ không bắt đầu từ cái này trước nha. Thì cái đó mình có trả lời clear, đủ clear cho câu hỏi người ta.
Hưng có thấy ok không? Ok, về về cái vấn đề friction này thì dạo gần đây mình có nhận ra một cái điểm thú vị là thường mọi người nghĩ là friction nó là cái thứ mình cần phải bỏ, nhưng mà đôi khi friction nó tốt. Thí dụ như là mình muốn user học một cái gì đó thì cái friction trong cái việc là họ cố gắng họ làm một cái task hay là họ đạt được một cái kiến thức gì đó, nó là cái phần không thể thiếu nếu mà họ mình muốn họ học. Tại vì việc học nó không dễ dàng á, và khi mà mình tiêu thụ những cái thông tin mà nó thụ động á thì rất là dễ, nhưng mà khi mà mình nhớ lại, mình recall lại và mình dùng nó để mà trả lời những cái câu hỏi hay là giải quyết vấn đề á, thì nó sẽ cái perception nó sẽ là có nhiều friction. Nhưng mà những cái friction chỗ đó nó mới là cái để mà giúp cho user đạt được mục tiêu của họ là học được hoặc là áp dụng được cái kiến thức này. Đó là về kiểu friction không không phải lúc nào cũng cũng cần loại bỏ, mà có những cái friction mà nó cần thiết. Giống như trong cái việc mà học sử dụng sản phẩm á, thì đôi khi mình trong cái onboarding flow của mình có thể quăng cho một số cái bài, một số cái task để mà người ta làm. Thì về một mặt nào đó mình có thể nghĩ nó là friction, nhưng mà về một mặt nào đó thì kinh nghiệm của mình đó là có những cái lần mình làm như vậy đó, thì sau khi họ hoàn thành cái task đó thì họ lại nhận ra được cái value của product tốt hơn so với cái chuyện là họ chỉ thụ động họ explore cái product của mình. Thì đó cũng là một cái góc nhìn. Với lại hồi nãy có ví dụ Tinder cũng buồn cười, ấy là friction trong cái case này thì cũng cũng không không biết là nó tốt hay nó xấu ha. Cái việc mà swipe dễ quá thì nó làm cho cái việc mà mình dating hẹn hò nó somehow là dễ quá và có nhiều option, thì nó cũng sẽ khiến cho mình maybe là không sợ và không cân chỉnh lại hành vi lời nói của mình để mà tránh bị reject nữa. Thì đó là một trong những cái lợi ích của cái cảm giác bị từ chối, đó là giúp cho mình cân chỉnh lại thái độ, lối sống, hành vi các thứ. Thì đôi khi cái việc mà bỏ cái friction đó thì nó cũng không tốt theo một góc độ nào đó. Nói chung chắc là tùy, nếu mà mình muốn làm một cái app gì đó kiếm tiền thì chắc là ok, nhưng mà từ một góc độ mà maybe là ethical hay là social gì đó thì nó không tốt. Nó một cái cũng thú vị. Nhưng mà ý anh nghĩ là nếu mà giả sử ở con tích một tí là hồi đấy bọn mình định làm một cái product thứ hai cho Early Developer là một cái app về deep dating. Ý là cái main point ở đây là khi mà các bạn của mình quẹt Tinder thì gặp rất nhiều fuckboy hoặc là hãm boy gì đấy. Thế là xong kiểu muốn 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 dating, mà kiểu anh nghĩ nếu giả sử mà người ta kiểu muốn muốn đọc những cái profile đấy chắc thì lúc đấy sẽ không coi đấy là friction nhá, mà friction là kiểu sẽ cố cố tình làm cho cái đấy nó phải chậm đi. Ví dụ đợt đấy bọn mình tính làm là mình sẽ đẩy những cái content về tech nó lên trước, rồi cái ảnh thì cuối cùng nó sẽ sau cùng, để tránh cho mọi người kiểu sẽ bị thế nào nhỉ? Kiểu sẽ bị đi nhanh quá khi mà đánh giá một cái profile ấy. Kiểu kiểu thế thì anh nghĩ là chắc là lúc đấy nếu mà người ta cố tình thật thì lúc đấy sẽ phải cho vào một cái cho Ruby luôn, không gọi là fiction. Hợp lý. Có bạn nào có câu hỏi nào nữa không về design product các thứ? Nếu mà không có ai thì anh sẽ điểm tên, cặp mặt điểm tên thôi. Cả hỏi luôn. Ok, trong Ngọc đi, Ngọc làm product owner nè, thì trong lúc mà Ngọc làm product á, thì có cái friction gì khi mà làm việc với lại designer, hoặc là có những cái vấn đề gì mà em gặp trong lúc làm việc với designer không Ngọc? Thôi em đang tính thay. Em đang thay giữa chừng. Thế Dạ đúng, buồn. thế hỏi đi em. Em nghĩ cho em muốn hỏi chị My về cái cách phân việc giữa team designer với lại team PM ở bên công ty Holistic hiện tại.
Tại vì em cũng khá là không biết là cái best practice ta sẽ như thế nào. Tại vì em thấy là những cái phần việc mà chị My present hôm nay á, giống như là những phần việc mà trước giờ đều là em làm. Xong rồi chị My bảo đi cho anh là làm thì không. Chị có cuộc làm cái gì? Em làm của Figma luôn á, em làm mockup luôn á, còn làm à, đúng rồi, em làm mockup luôn, em làm user flow luôn. em chùm mockup luôn. Cái này đòi tăng lương đi nhá. Em khóc vậy. Em bị bóc lột rồi đấy. Rồi thôi, mình trả lời đi. Chắc cho mình hỏi Ngọc là trong, ví dụ trong team của Ngọc thì có bao nhiêu bạn designer ta? Em đã làm qua hai công ty. Công ty trước thì team designer rất đông, chắc cũng khoảng tầm 50 hay là chắc cũng cỡ 50 team, tại vì so với team mùa đất gần 300 thì team designer 50 chắc nó cũng xem. Trong team của em thì có khoảng tầm 4-5 bạn mùa đất, thì chỉ có khoảng 1-2 bạn designer, một designer chính và một designer lead. Team hiện công ty tại quen là hoàn toàn không có designer luôn, em làm từ Anna tất cả mọi thứ. Vậy thì có thể là cái case của Ngọc hiện tại là kiểu team trách nhiệm hữu hạn một thành viên thôi. Thì ví dụ với một bạn designer thì trong team mà không có một bạn nào trong công ty luôn, đúng không ta? Thì hỏi trong công ty hiện tại của em à? Trong công ty có bạn designer nào không? Thì chỉ có product thôi. Trong team có designer, nhưng mà riêng team của em thì không đủ budget để thuê designer. Vấn đề budget rồi. Đâu phải process đâu. Đúng rồi. Chắc là để May share một chút về cái hình nó chưa lót thì mọi người đợi tí ha. Để May share một chút về cái chi tiết hơn về một cái scope of work của một cái team mà vừa có design mà vừa có PM như thế này. Ok, mọi người đợi chút nha. Thì thường bên holistic thì nó cũng khá là tương tự những cái team mà có cả product manager và có cả designer, nó cũng khá là mối quan hệ cũng khá là healthy và balance. Thì những cái mà hồi nãy giờ mà mình share đó thì sẽ có những thứ mà các bạn product manager cũng sẽ làm chung với lại product designer luôn, nhưng mà nó sẽ là cái job kiểu secondary của mấy bạn. Còn những cái mà những cái ví dụ như là user flow chẳng hạn hoặc information architecture thì không có nghĩa là chỉ có designer làm, mà có thể là sẽ cả product manager cũng làm, nhưng mà mọi người sẽ có thể input ở dưới dạng là review với nhau, review những cái nhìn cho nhau, hoặc là input là kiểu brainstorm chung với nhau là cái này nên làm như thế nào, ABC cái này cái kia cần chỉnh chẳng hạn. Thì đây là một cái ví dụ mình lấy của Figma, nếu mình nhớ không nhầm. Thì cái này là một cái team mà vừa có design và vừa có PM. Thì mọi người sẽ thấy là nó overlap rất là nhiều thứ. Ví dụ như là user story và persona, hoặc là define là cái solution nó ra sao, thì cả hai role này đều làm. Nhưng mà tùy cái sản phẩm, tùy cái product nó là gì, và tùy cái maybe là tùy cái độ, có thể là tùy cả cái độ seniority của bạn product và của bạn designer nó, thì những cái team sẽ có những cái dynamic khác nhau. Nhưng mà đây là một cái khá là general và maybe là recommended cho những cái team vừa một cái team product đầy đủ. Thì một cái team thì nó sẽ có những cái này, thì nó cần thì mọi người cứ chụp lại nha. Trong với kinh nghiệm của anh đó, hồi trước anh làm Calo đó, thì hầu như là product design ôm hết luôn, từ conceptual design cho tới wireframe mockup. Anh chỉ
thì nó chia tay năm ngón cũng kỳ nhưng mà nó cũng cũng giống giống vậy. Holistic thì BM, tại vì bên này cái domain của Holistic nó là về data, nó khá là technical, cho nên là cái conceptual design á, thì BM với lại BD sẽ làm chung. Tại vì đôi khi là mấy bạn BD sẽ không có thời gian hoặc là không có đủ băn thông để join mấy cái cuộc nói chuyện với user, thì mấy bạn BM có thể đem những cái cuộc nói chuyện với user, những cái insight từ cuộc nói chuyện với user về rồi làm việc với lại designer để mà cùng làm cái conceptual design. Thì cái phần đó bên Holistic khá là khó, thì tại vì rất là phức tạp, nhiều concept, và nó cũng technical nữa. User flow thì bên bên BM cũng collab với lại BD luôn, nhưng mà sau đó thì thường là bên BD sẽ handle những cái như information architecture hay là wireframe mockup. Thì bên Holistic thì hiện tại chắc là đang như vậy, thì overlap ở PD là product designer, overlap ở đấy. À, vậy tức nghĩa là bên PM sẽ đưa BID để designer đọc và cũng giống như là input những thông tin liên quan tới lại user interview mà hoặc là những cái research mà nó từng làm để cho bên design họ đọc, xong rồi họ sẽ tự làm một cái user flow, tự làm một cái interaction design, rồi tự làm wireframe, tự làm mockup, tự làm prototype cuối cùng. Nhưng mà nó không có clear cut theo cái kiểu là hand off như vậy á. Thường BRD á là cả BM và BD cũng nhảy vô làm cùng luôn. Thì thường BM sẽ ngồi viết cái phần wrap lập kỹ, rồi phần solution á sẽ ngồi làm cùng với BD. Thì cuối cùng là sẽ ra được một cái BRD. Interview cũng có làm chung nữa. Nói chung nó khá là collaborative. Một cái BRD nó BM sẽ là cái người chịu trách nhiệm chính, nhưng mà khá là collab với lại BD và tech lead, nói chung cả team á, để mà làm ra một cái BRD. Thì nó dường như là nó có hai cái mô hình, một cái mô hình là phải hand off á, và một cái mô hình là collab với nhau mà nó liên tục á, thì back and forth nhiều á. Thì cái mô hình hand off thì thường nó sẽ rất là tốt trong cái việc tối ưu hóa hiệu suất công việc, kiểu như mình có thể estimate được là một bạn sẽ tốn bao nhiêu resource để làm cái này, sau đó là qua phase tiếp theo hand off rồi thì sẽ tốn bao nhiêu resource, bao nhiêu thời gian, thì nó sẽ tối ưu hóa cho cái chuyện đó. Nhưng mà bên Holistic thì những cái constraint đó mọi người cũng không gọi là quá khắt khe, mọi người cố gắng collab với nhau để ra một cái sản phẩm nó tốt nhất. Thì cái chuyện mà collab back and forth giữa những cái người trong team product, BM, BD rồi tech lead, nó xảy ra rất là thường xuyên. Có một cái maybe một cái tips cho mấy bạn product là mọi người khi mà phỏng vấn thì mọi người có thể hỏi trước là cái dynamic của team như thế nào. Ví dụ nếu mà bạn thích cái phần project management hơn, people work với lại stakeholder hơn thì bạn có thể cho một cái team mà PM sẽ lo chính những cái phần đó. Còn ví dụ bạn là một cái người rất là thích build sản phẩm, thích nghĩ ra solution, thích nghĩ concept vân vân, solution space ra sao thì mình có thể tìm một cái team specific vào cái chuyện đó. Chắc là mình có một cái view, chắc cái view này thì gần như view học, tại vì mình có kinh nghiệm làm cái designer lỏ ở kiểu như là, nghĩa là các bạn cố đáp design thì cảm tưởng sẽ xịn hơn, với cả sẽ được involve, à không phải được mà các bạn có khả năng involve nhiều hơn vào cái phần UX. Thì kiểu ở BID thì có thể các bạn sẽ viết, với cả các bạn tham gia vào phần user discovery. Nhưng mà kiểu đối với cả những cái team mà thì là các bạn chưa mature lắm, phần lớn bạn làm về UI ấy, thì khéo tất cả cái nghĩa là mình làm một cái team trước ấy, thì mình làm hết từ đầu về cả cái phần problem, xong rồi cả cái phần thậm chí cả phần wireframe, rồi interaction, rồi cả cái user flow nhà một, và bạn ấy chỉ có việc là translate từ cái wireframe sang cái mockup thôi, nghĩa là dựa vào những cái style guide, xong rồi các bạn ấy chỉ translate từ 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 cái wireframe sang cái mockup. Thì đấy là chắc là mấy bạn designer không not not so product kiểu kiểu đấy. Thì cái này chắc Chắc là
đó thì cô đơn hơn. Những cái đó thì sẽ gần với cái role là UI designer hơn, sẽ có những bạn chuyên làm interface thôi. Đúng rồi, yeah. UI. Yeah. Product designer, UI designer, rồi UI UX designer, nói chung ở Việt Nam khá là nhiều cái thuật ngữ. Nhưng mà mình nghĩ về cơ bản đó mà hình thái cao nhất thì cả product designer và product manager thì mọi người cũng làm product cả thôi. Và mọi người cũng đều cùng mục tiêu là tạo ra một cái product mà nó có giá trị. Thì nó dẫn tới một cái câu hỏi muốn hỏi My luôn là lúc mà My làm product design á, thì trong cái việc mà collab với BM á, thì có những cái gì mà My nghĩ là mấy bạn làm product cần biết khi mà làm việc với lại BD? Một câu hỏi hay. Em nghĩ là sẽ có một vài cái khía cạnh khác nhau, chẳng hạn như là trong collaboration thì em sẽ hy vọng là mọi người hiểu về cái công việc của một bạn UX hơn. Nó sẽ tùy team. Ví dụ có những team thì các bạn product manager sẽ lấn cái phần solution space nó khá là chi tiết, thì nếu mà team mọi người chưa có align rõ với nhau ngay từ đầu thì sẽ có một vài trường hợp là các bạn designer maybe là sẽ cảm thấy là mình không được input vào phía solution space nó ra sao chẳng hạn, thì nó cũng là một cái bạn có thể lưu ý. Hoặc là một vài cái mà em cũng sẽ mong các bạn product là mọi người là cái người theo em là người oversee cả những cái tất cả những cái decision của cái project đó ra sao, và mọi người sẽ là người hiểu rõ nhất về user. Mọi người sẽ interact với user kiểu như là qua interview hoặc là qua những cái user insight, những cái input, những cái data collect, thì mọi người sẽ có cái góc nhìn rất là sâu và rất là hiểu rất là rõ những cái customer của công ty như thế nào. Thì em sẽ mong là các bạn product đó khi mà mọi người bắt đầu một cái project thì mọi người có thể chia sẻ những cái insight đó với lại bạn designer để mọi người có thêm một góc nhìn về user đang nghĩ gì, user đang gặp những cái problem gì, thì nó sẽ có hiệu quả hơn, nó sẽ collaborative và nó insightful hơn cho bạn designer. Thay vì là ví dụ mọi người đưa cái requirement là chỉ có như vậy thôi, thì các bạn designer sẽ kiểu bị bó vào một cái box á, thì sẽ không có kiểu nghĩ ra hoặc là không đóng góp được những cái quá là valuable cho cái project chẳng hạn. Em nghĩ đó là hai cái chính. Cái ý thứ hai My nói về cái việc là mình cung cấp cho designer những cái insight để mà họ có thể dùng cái expertise của họ để tạo ra solution tốt. Đó cũng là lý do mà trong khóa học của tụi mình dạy về problem space và solution space đó. Tại vì khi mà và cái job to be done job story như là một cái cách để mà suy nghĩ về problem space, thì tại vì nếu mà không suy nghĩ theo cái hướng tách bạch như vậy thì mình rất là dễ mình communicate cái solution mà mình nghĩ. Và đôi khi BM có những cái quyền lực ngầm á, mà những cái ý kiến hoặc là những cái góc nhìn của mình nó sẽ làm cho mấy bạn designer cảm thấy là đây là thứ mình phải làm. Và nhiều khi mình cũng không có ý như vậy đâu, thế là mình chỉ suggest một cái solution thôi. Nhưng mà cái nếu mà mình communicate problem á, thì mọi người có thể input hơn, mình input tốt hơn, và mọi người có thể cùng nhau brainstorm cái solution. Cho nên là trong thực tế thì designer là cái role mà product designer là cái role mà nó được benefit nhiều nhất bởi cái việc là biết được thêm ngữ cảnh của user. Mấy bạn developer thì đôi khi là các bạn chỉ muốn build ra một cái gì đó hoặc là technical challenge thôi, nhưng mà các bạn designer thì thường mình thấy các bạn nào cũng muốn tạo ra một cái gì đó mà nó có giá trị với user. Sơn có câu hỏi kìa. Hello chị Vy. Trước hết thì thank you chị Vy bài chia sẻ khá là insightful với em ấy. Thì em chưa đi làm nên là chắc câu hỏi này của em cũng hơi bị rộng quá ấy. Thì anyway thì em hỏi là không biết là trong quá trình chị làm BD thì đã bao giờ chị phải đối mặt trường hợp là chị phải make trade-off giữa một bên là user value và một bên là business value á. Tức là chị biết là cái quyết định này của chị biết là chị nên làm như này để bởi vì nó mang lại user nhiều giá trị, nhưng mà ngược lại thì ông sếp bảo là no, không làm này bởi vì nó ảnh hưởng tới business ấy. Kiểu hiểu rằng là nó không đem lại nhiều tiền kiểu đấy, thì
Không biết trong trường hợp đấy chị có cố gắng là chị advocate cho user hay không, hay là chị kiểu give ở chị nghe theo sếp kiểu kiểu này. Câu hỏi cũng khá thực tế. Thì to be honest thì sếp của mình không nói vậy, nhưng mà rất may là mình có một người sếp có user centric, và mình may mắn làm việc với những bạn PM mà có user centric mindset rất là tốt. Nhưng mà mình cũng thường hay nghĩ về cái tình huống như vậy đi, thì mình sẽ thấy nó gặp nhiều ở những cái app mà có thể là gặp ở nhiều ở những cái app mà B2C á, kiểu như là những app mà nó sẽ có cái lượng user base khá là lớn, và mình sẽ rất là dễ để dùng những ví dụ như những cái trick về design, về UX, về psychology chẳng hạn, để có thể maybe là dụ dụ user làm action nào đó. Thì mình thật ra nếu bạn hỏi mình có nếu bạn sơn hỏi mình có advocate cho user không thì chắc chắn là có theo lý thuyết thì là vậy đúng không, nhưng mà nếu mà trong thực tế thì maybe là lúc đó nếu mà cái của sếp đưa ra nó không quá nó không kiểu trái với đạo đức thì chẳng hạn, mà nó có một cái rationale gì đó về business, ví dụ như là có một cái con số nào đó về nó bị giảm mà rất là nghiêm trọng đi hình, thì lúc đó một cái bạn designer thì mình nghĩ là sẽ cần nói chuyện với lại sếp để hiểu xem là cái con số nào nó bị ảnh hưởng, và có cái cách nào mình có thể tạo một cái impact tốt tới cái metric đó khác, thay vì là làm đúng cái feature mà nó có hại cho user đó không. Thì theo lý thuyết thì mình nghĩ là vậy nha, còn ví dụ trong thực tế thì có thể là cơm áo gạo tiền, không biết là sẽ có những mình nghĩ là đã có nhiều trường hợp là kiểu designer cũng phải cắn răng để làm những cái đó rồi, nhưng mà maybe là ideal world thì mình nên tìm hiểu và mình nên tìm ra một cái thỏa hiệp cho cả hai phía. Ừ. Với lại câu hỏi của Sơn, thường PM là cái người gặp cái sức ép đó trước khi vấn đề đó đi đến product design, thường PM là người phải giải quyết cái mâu thuẫn giữa business và user value đó. Thì thật ra khi mà người đi design thì ra cũng đúng. Nhưng mà một 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 cái case một cái case thực tế đi, mọi người có thể suy nghĩ về mấy cái flow check out á. Nếu mà mọi người có subscribe mấy cái app hay là cái gì thì cái flow check out á, không biết mọi người gặp chưa, nhưng mà đôi khi sẽ có những cái flow mà nó để CTA màu đỏ nhưng mà là nút cancel chẳng hạn. Nó chỉ là những cái design decision nó rất là nhỏ như vậy thôi, nhưng mà nó không có lợi cho user. Tại vì sao? Tại vì vô cái flow đó thì rõ ràng mình muốn cancel đúng không? Nhưng mà người ta lại làm cái việc cancel đó nó lại khó hơn mức cần thiết. Thì thật ra là ở đằng sau cái đấy thì luôn luôn là có một cái metric muốn giảm churn, muốn giảm revenue churn, muốn giảm gì đó. Thì và ai đó đã quyết định là cái cách tốt nhất để giảm churn là đi implement cái design decision đấy. Thì cái này thường xuất phát từ PM và sếp PM chứ nhầm, nhưng mà nó sẽ cái cách để mà tránh cái vấn đề này là nên không đưa mình vô tình huống như vậy, tức là mình không không để cái tình huống đó xảy ra, kiểu cố gắng rào trước đón sau gì đấy để mình biết được sếp mình có một cái business metric muốn optimize rồi thì mình chủ động suggest solution, chứ đã tới cái lúc mà sếp mình phải suggest một cái solution rồi thì lúc đấy nó cũng hơi hơi khoai. À, cái bộ IO show này buồn cười lắm. Hồi trước á mình có một cái flow, mình hồi trước có không phải mình làm nha, nhưng mà có một cái flow check in là bấm cancel IO show, yes IO absolutely sure phải bấm yes thêm lần nữa thì nó mới cancel. Không, cái ví dụ dễ nhất mọi người vào Grab ấy, mọi người khi mà mọi người add vào một cái đồ ăn xong mọi người remove free ấy, là mọi người không có button remove, mọi người phải chuyển về cái số lượng thành số 0. Xong rồi nó mới là xong confirm thì nó mới là remove. Nó rất là buồn cười nha. Không không phải họ không biết, họ cố tình. Nhắc tới Grab và nhắc tới ứng dụng đặt đồ ăn thì mọi người có bao giờ order xong rồi nhưng mà cái quán đó báo là không có đồ ăn hoặc là đóng cửa rồi và mình không cancel được, và mình phải gọi tài xế để cancel, nhưng mà khi tài xế cancel thì họ bị trừng phạt vì cái hành động đấy, tại vì cái ai đó một ai đó một ông nào đó trên đời ông đã suy nghĩ là cái cách implement đó nó
giảm cái trường hợp mình cancel order nhiều đi. Nhưng mà thực tế có những cái case mà nhà hàng họ quên bỏ một cái món nào đó ra, hoặc là họ đóng cửa mà họ chưa update á, thì mình đặt xong rồi mình đâu có cách nào để mà thay đổi đâu. Và đau hơn nữa là có những app như Shopee Food nó không có customer support channel luôn, thì nó rất là painful. Cho nên đôi khi mọi người có thể thấy những cái quyết định đó nó thể hiện ra thực tế như vậy á, thì nếu mà mình trong vị trí đó thì nhiều khi không chắc chắn mình cũng không đưa mình vô những công ty như vậy đâu. Nhưng mà nếu mà giả sử các bạn có vào những vị trí như vậy thì chung cơm áo gạo tiền thôi. Nhưng mà lúc nào mình cũng nhớ là có option đổi công ty nhé. Ừ, nhưng mà kiểu ý là cái này để thử nghĩ xong một tí, kiểu một cái góc nhìn biện minh cho họ, để ý là đôi khi kiểu những cái tình huống mà anh đang hình dung là người ta không handle những cái exceptional case bởi vì họ coi đấy là một cái biện pháp trừng phạt cho những cái cửa hàng người ta không update ấy. Ý là đấy, xong rồi kiểu khi mà tài xế đến rồi hỏi thì bảo là đồ ăn đâu, thì như kiểu dạng ở mấy nhà hàng thì bảo là hết rồi, mà thế tại sao hết rồi mày không update lên đấy, thì anh nghĩ có thể là kiểu nhưng mà nó không có punish, nó không có trừng phạt nhà hàng anh, nó trừng phạt driver. À ừ, hiểu thế thì cũng painful. Nhà hàng không cancel được, chỉ có driver cancel được thôi. Thế thì anh nghĩ là sẽ phải train trình độ chửi của driver lên, xong driver trừng phạt nhà hàng. Và nó tạo ra customer experience tại vì driver sẽ gọi điện mình xong năn nỉ á, kiểu như hoặc là giận bực mình á, tại vì họ không muốn cancel. Nhưng mà bây giờ mình không có nhu cầu thì bây giờ sao giờ? Thế là cũng cuối cùng rồi họ cũng phải cancel thôi. Nên là đó là một trong những cái ví dụ. Em nghĩ cái trường hợp này là có thể cái giả thuyết, có một cái giả thuyết là vì mình là customer chính của họ và họ sẽ cần đối tác và nhà hàng, cho nên là cái người đứng ở giữa là cái người mà họ không sợ mất á, thì họ sẽ chọn một cái solution là ảnh hưởng tới người khác, người đó, chứ không có ảnh hưởng tới hai cái bên đem về revenue. Thì em cái là một cái hạt giả thuyết thôi. Thì em nghĩ cái này là một cái ví dụ cho cái friction nãy anh Thành nói, là có thể một vài cái nó sẽ cần, nhưng mà cần cho mục đích gì thì cũng sẽ cần suy nghĩ thêm. Đúng. Có một ví dụ nữa gần đây mình cũng có nghe nói là Shopee có chính sách trả hàng trong vòng 12 ngày hay 14 ngày gì đó mà no question asked, tức là nó không quan tâm tại sao bạn trả hàng hết, bạn chỉ cần bấm cái nút là bạn trả được thôi. Cho nên là có nhiều người mua mỹ phẩm á, xong rồi họ lấy mỹ phẩm họ chét lên mặt, xong rồi họ đóng nắp lại họ trả hàng. Thì bây giờ họ trả hàng lại seller thì seller đâu có dùng cái đó để bán được nữa, tại vì mỹ phẩm khi mà đã mở ra rồi không có ai chấp nhận cái chuyện đó hết. Cho nên là đó là cái button, và nhìn vô cái đó thì mình biết được là cái chiến thuật đi của họ như thế nào khi mà họ sẵn sàng họ dùng cái lợi thế về gọi là mặt scale của cái sàn đó, và họ ở cái vị thế là họ không sợ là seller bỏ họ, thì họ sẽ ra những cái chính sách như vậy để mà gọi là tối ưu hóa cái giá trị cho mình. Tại vì mình thì cái đó rất là tốt cho mình nha, nhưng mà không hoàn toàn không có tốt cho seller. Thì nó là những cái quyết định mà mình nghĩ nó thể hiện cái business decision hơn là product decision ở một khía cạnh nào đó. Thì cũng cũng khó. Ok, còn có bạn nào có câu hỏi gì nữa về product design không? Không chủ động thì gọi tên nhé. ok. Gọi Edita, một bạn cùng làm design. Ủa, bạn cùng làm design app rồi hả? Ok. Có recommend design course nào không kìa? Ai? Một vài cái design course mà mình thấy
dễ học đó là cái course của Google trên Coursera. Nó có thể học free thì nó sẽ là một cái course mà kiểu như là intro to cái UX design process của Google, nhưng mà nó cũng khá là căn bản và nó khá là dễ cho mọi người có thể học á. Ngoài ra thì nếu mà mọi người muốn học trực tiếp thì muốn học tiếng Việt thì có cái lớp của các bạn ở UX Foundation, mọi người có thể vào vào để search thử. Thì mọi người có một cái theo mình nhớ là một cái khóa là UX Foundation hoặc UX Design 101 gì đó. đúng rồi, thì đây là một vài cái ví dụ, cũng có một vài lớp nha, nhưng mà mình sẽ không không biết là bạn sẽ muốn học sâu đến mức nào về UX á. Ví dụ nếu bạn muốn trở thành một cái người product có user centric mindset thì bạn có thể học hai cái course này, hoặc là cái course course free Coursera. Còn ví dụ một cái khóa để chuyển sang làm UX thì nó sẽ là những cái nó incentive hơn. À bạn sâu đi học luôn. Sơn review coi khóa đó như thế nào cho các bạn. Em mới học đến buổi thứ sáu chứ tổng cộng 14 buổi. Thì nói chung là em học UF, em học online. Giá tiền học thì 8 triệu cũng của em thì rất là chát đi. Nhưng mà đổi lại thì em thấy đến buổi thứ sáu thì mọi thứ nhận lại nó rất là rewarding, nó đáng từng đồng tiền ba gạo thôi. Ấy thì anh dạy em là anh Trung, Nguyễn Văn Trung. Thì phong cách dạy của anh nói chung là ở trên lớp học online thì mọi người tương tác rất là nhiều, anh Trung kiểu thường ngồi đặt câu hỏi rất là nhiều, kiểu một cái requirement bắt buộc là phải đặt câu hỏi, không bị đặt câu hỏi thì sẽ bị dí tên như kiểu anh Thành và dí tên mọi người ta. Xong rồi mỗi buổi học thì theo lịch thì nó sẽ kéo dài từ em học 7 rưỡi tối đến đến 10 rưỡi, nhưng mà tức là 3 tiếng, nhưng mà thường thường thì toàn đến 12 giờ đêm, tức là tầm 4 tiếng rưỡi thậm chí là 5 tiếng. Nó là bình thường tại vì mọi người hỏi rất là nhiều và discuss rất là nhiều. Nói chung là em nghĩ là khóa này nó phụ thuộc nó hợp nó rất là nó suitable, nó phù hợp với gần như mọi người á, ai cũng thể học được for everyone. Và đặc biệt đặc biệt nữa là những anh chị học ở UF ấy, mọi người làm việc nhóm với nhau thì rất là nhiệt huyết á, ý em ngồi siêu siêu tâm huyết luôn, chứ không phải là kiểu mọi người đăng ký học xong rồi kiểu mọi người vẫn đi làm, mọi người không không lấy skill vẫn đi làm á, mọi người vẫn làm bài tập như kiểu đi học bình thường. Em thấy rất là hay. Ok, anh cũng nghe nhiều review tích cực về khóa UX Foundation. Cho mọi người có nhu cầu học thêm về UX thì có thể thử ha. Ok, có câu hỏi gì nữa không? Huyền Anh có câu hỏi gì không em? Sao bình thường năng động lắm mà hôm nay chưa thấy đặt câu hỏi gì. Tình hình nghiêm thực tế là thế, là kiểu nó cũng mới mới với em chưa cơ hội gì. Em đang ngấm dần. Ok. Thôi không có ai có câu hỏi thì lại phải thay mặt mọi người hỏi thôi. Hiếm lắm mới có cơ hội để hỏi My những cái kinh nghiệm làm product design. Thì không biết là từ trước tới giờ khi mà đi làm product design á, thì cái mà My thấy khó nhất là cái gì? Một câu hỏi thú vị, hình như chưa ai từng hỏi em câu này. Cái phần khó nhất em nghĩ chắc là cái phần friction mình nên tìm ra nó như thế này. Ví dụ như là phải là user mình làm ra một cái feature đi, thì mình sẽ biết là nó có vấn đề, nhưng mà mình làm cách nào để define được cái cách hiệu quả mà nó phù hợp với lại cái context cái team đó, để mình đi tìm ra được những cái friction của nó là gì. Ví dụ như là những mình ví dụ là em để coi một cái trường hợp là tụi em với chị Dương làm một cái project là onboarding cho app đi, thì
mặc dù tụi em thấy là nó có thể tốt hơn, nhưng mà để mà tụi em tìm được là nó có vấn đề ở đâu thì tụi em sẽ phải xem user recording rất là nhiều, tụi em sẽ phải làm rất là nhiều usability testing rồi phải review rất là nhiều, kiểu nó là một cái project rất là dài hơi. Mà em thấy là với mỗi lần em làm thì mặc dù tụi em đã xử lý rất là nhiều friction rồi, nhưng mà sau đó thì nó lại lòi ra một đống thứ khác. Thì cái mà em thấy khó nhất là làm sao để mà tìm ra được những cái đó hiệu quả. Hiểu. Anh bình thường anh làm usability testing xong cũng lò ra một đống friction, nhưng mà lại không có băng thông giải quyết hết, cho nên là lại thành một cái backlog UX issue dài ngoằng đó phải xử lý từ từ, cũng cũng khá là painful. Vậy thì đối với My, khi mà em, tại vì em cũng là hiring manager cho product design đúng không, thì khi mà em phỏng vấn một bạn product design thì em tìm kiếm những cái dấu hiệu, những cái chỉ dấu hoặc là những cái tính chất nào cho một cái bạn mà em nghĩ sẽ tiềm năng để làm product design tốt? Em theo kinh nghiệm của em và tùy theo cái bối cảnh của công ty thì em sẽ nghĩ cái quan trọng nhất là, thật ra cái không phải quan trọng nhất mà là cái bắt buộc tối thiểu, là những cái core skill set của bạn đó về UX, về UI thì tất nhiên là nó sẽ phải vững những cái foundation. Nhưng mà những cái mà em nghĩ là nó xét cái bạn nó khác với những bạn khác thì em nghĩ là có một cái growth mindset, nghĩa là bạn sẽ, và một cái problem solving mindset, nghĩa là một cái vị trí là UX designer thì lúc nào bạn cũng sẽ phải nhìn là cái này có lỗi gì, có cái gì có thể làm nó tốt hơn, thì bạn sẽ phải liên tục suy nghĩ là cái gì mình có thể solve cho cái này, cái problem của nó là gì và tìm cách để giải quyết nó. Thì em nghĩ cái đó là cái mà em sẽ tìm kiếm ở tất cả mỗi bạn khi mà join vào cái team á. Còn về growth mindset thì lúc nào bạn đó cũng sẽ có cái mindset là học hỏi thêm, hiểu thêm về industry, hiểu thêm về product để làm cách nào để grow tốt hơn về cả bản thân lẫn trong công việc. Thì em nghĩ đó là mấy cái mà em thấy em rất là đánh giá cao ở những bạn đó. Ok, đó là fundamental skill set cộng với lại growth mindset cộng với lại problem solving đúng không? Ok, hợp lý. Ngọc có câu hỏi là theo My thì các bạn làm PM mới 1 tới 3 kinh nghiệm mở ngoặc giống như Ngọc lắm ngoặc, thì có những điểm yếu gì cần cải thiện để làm việc với designer tốt hơn? Theo mình thì các bạn PM mới thì để làm việc với designer thì mình sẽ nghĩ là không chỉ riêng designer mà có thể là làm việc với trong cái công ty hoặc là với cả những cái team member khác luôn. Thì những cái mà mấy bạn có thể maybe là làm tốt hơn, ví dụ như hiểu về product, hiểu về cái domain đó là một chuyện chắc chắn rồi, tại vì mọi người là cái người sẽ quyết định, người gọi là có ý kiến nặng nhất trong cái việc là quyết định là cái feature nào được develop, thì có thể là mọi người sẽ cần hiểu về cái domain đó để mọi người biết, make sure là mình sẽ để mọi người có một, đưa ra những cái ý kiến nó relevant và nó valuable, nó chính xác hơn. Còn khi mà làm việc chung với lại designer đi thì cái mà mình nghĩ quan trọng sẽ là mọi người sẽ cần align với lại các bạn designer làm chung, là mặc dù không biết là Ngọc có đang làm chung với designer nào không, nhưng mà sau này khi mà có thì Ngọc có thể là align trước với lại các bạn designer đó là cái scope of work của hai bạn là gì trước khi mà bắt đầu một cái project. Ví dụ như là Ngọc sẽ làm phần này và sẽ input cho bạn designer những cái phần này, làm chung những phần này, để tránh cái việc ví dụ những cái team nó bị clash với nhau chẳng hạn. Ví dụ là mình sợ lớn sơ qua solution space đó, thì có thể align với nhau trước là bạn nó sẽ ok với cái này. Ok, hợp lý. Có một ý nó liên quan tới cái câu đó, muốn hỏi là vậy thì với thật ra là càng đối với lại một cái người PM á, thì đối với My khi mà làm design á, thì có bây giờ mà gọi là ấy là My có thấy cái việc mà làm PM á, tương tác với lại BD thì nó sẽ friction nhất ở chỗ nào không? Có những cái mâu thuẫn gì có thể xảy ra và
Hoặc là cụ thể hơn, có một cái trường hợp nhưng mà có những cái khác mình có thể bổ sung cụ thể hơn là trường hợp mà hai người cãi nhau trên một cái design là cái nút này đặt ở đâu chẳng hạn, cho cái đó nó phổ thông nhất, thì đối với My thì My giải quyết cái đó như thế nào và My mong đợi một cái người PM sẽ giải quyết cái đó như thế nào. Em riêng cái case cụ thể mà hồi nãy anh Thành hỏi thì em nghĩ là cái việc mà cãi nhau cái nút đặt ở đâu thì nó chắc là nó sẽ cũng thường xuyên xảy ra, nó không chỉ mỗi cái nút mà kiểu kiểu cái layout của trang này nên như thế nào. Thì những cái trường hợp đó thì thường cái cách mà team tụi em thường dùng á là cái team tụi em sẽ review mấy bạn designer với nhau, thì mấy bạn designer sẽ là một cái góc nhìn thứ hai của mấy cái bạn expert về UX, mọi người có thể input thêm là cái gì. Ngoài ra thì nếu mà mình có resource thì mình những cái app mà có user base lớn hoặc là có resource sẵn thì mọi người có thể làm usability testing hoặc là có thể làm A/B testing. Nhưng mà nếu mà để chỉ test một cái nút thì nó sẽ hơi nhỏ cho nên là nó sẽ phù hợp với những cái trường hợp mà mọi người sẽ cân nhắc giữa những cái solution, những cái interface mà nó hơi nhiều thứ hơn, chẳng hạn kiểu một cái flow hoặc là nguyên một cái trang á. Có thể một vài trường hợp là kiểu công ty quá dư tiền như Facebook thì sẽ test, Facebook thì sẽ test xem là cái màu xanh nào của cái nút nó hợp. Còn những cái trường hợp khác thì mình nghĩ, em nghĩ sẽ có hai cái chính, đó là validate với lại team, một cái team expert hoặc là một cái người có expert hoặc view. Và cái thứ hai là nếu được thì user testing cho những cái nó lớn hơn. Nice. Ê, anh có một cái ví dụ, tức là khi ngày trước anh làm usability testing với cả mọi người thì đợt đấy hồi đầu anh nghĩa là anh sẽ đưa cho các bạn một cái use case rồi các bạn sử dụng, thì như kiểu dạng cái những cái bạn tiếp xúc đầu tiên ấy, thì có vẻ là các bạn ấy kiểu các bạn ấy không nhìn thấy cái button đấy ở đâu nhé, kiểu kiểu đấy. Thế xong nhưng mà về sau khi mà anh có xem lại những cái recording của các bạn, tại vì ý là đấy bọn anh lắp cái log rocket, tức là kiểu nó track cả tất cả các session luôn ấy, thì anh thấy chỉ bị trong một hai session đầu, thì sau đó thì các bạn ấy dùng vẫn bình thường và khá nhanh. Thì ở đây tôi hỏi anh ra là vậy thì cái tiêu chí nào để coi đấy là một friction, nghĩa là đúng là lúc đấy không, xong anh không sửa luôn. Tại vì anh thấy các bạn cũng dùng ngon rồi, chỉ một hai lần đầu bị thôi, xong rồi các bạn dùng tốt. Thì kiểu em sẽ đánh giá như nào là một cái function valuable mà đáng để sửa kiểu. Em nghĩ là nó sẽ có một vài cách đánh giá, thì cái anh nói nó có thể là một cái friction liên quan tới việc là onboard user dùng cái function, dùng cái feature đó như thế nào. Thì nếu mà được thì có maybe em sẽ categorize nó vào là onboarding friction, hoặc là một cái cách nữa em nghĩ là sẽ quan trọng, đó là có nên solve nó hay không đó, là do cái resource của mình lúc đó mình có dư thời gian và dư resource để mà solve cái đó không. Còn ví dụ nếu mà lúc đó mọi em nó sẽ phụ thuộc rất là nhiều vào các priority của mọi người lúc đó là gì đó, nên là nó sẽ tùy vào team. Còn nếu mà nó có mọi người có resource và mọi người cũng focus vào cái việc là user dùng lần đầu tiên onboard và dùng cái này nó smooth nhất có thể thì mọi người sẽ solve cái đó. Còn nếu không thì em có một cái point là có một vài cái interface nó khá là phức tạp đó, đặc biệt là những cái tool mà complex, nó hơi technical một tí đó. Thì một hai lần đầu tiên dùng, ví dụ như là kiểu Figma đi chẳng hạn, thì một hai lần đầu tiên dùng thì chắc chắn là mình sẽ không biết là cái nút đó là gì, nó nằm ở đâu. Nhưng mà những cái tool đó thì nó sẽ có một cái điểm là mình không cần phải over optimize quá nhiều cho việc là solve cái friction đó. Mà nếu những cái lần sau và nếu mà mình ok, mình không có resource và mình thấy là chỉ cần một lần giới thiệu hoặc là hai lần giới thiệu là user, một lần giới thiệu đầu tiên là user sẽ biết là reproduce cái task như thế nào, thì em nghĩ là nó sẽ cũng không cần thay quá nhiều effort cho nó với những cái mà technical tool. Ok, nice. Thế xong tự nhiên anh quay ra một cái câu hỏi nữa, ví dụ như là có những cái về về emotional friction đi, thì em làm thế nào để em check được hoặc là có được cái data để em validate là cái friction đấy nó được solve.
validate là khi nào nó sẽ được, nó đã được solve đúng không anh? Như kiểu là kiểu khi mà em thấy đúng đầy đúng option rồi ấy, xong rồi em solve nó thì làm thế nào để em đo được là nó solve được, rất là mấy cái kiểu về emotion. Để em quét lại cái slide này một tí nha. Ok, ví dụ như em nghĩ là với mỗi cái business problem này ở đây và mỗi cái design problem này ở đây thì nó đều có một cái cách để validate khác nhau á. Ví dụ như là với Duolingo thì họ sẽ xem được là cái lượng user engagement là gì thì mình sẽ track cái đó. Với Tinder thì em nghĩ nó sẽ là cái adoption hoặc là cái market dominance của nó so với những cái dating app khác là như thế nào, hoặc những cách dating truyền thống khác nó đang chiếm thị phần bao nhiêu. Hoặc là ví dụ với Instagram thì cái số lượng người dùng cái feature này nó bao nhiêu, và em nghĩ là những cái này, tất cả những cái này đều sẽ cần user interview và market research để mình biết được là user họ đã dùng nó, họ có chọn solution của mình hay không, nó có work hay không. Ok. Chắc là nó sẽ không là một cái mà design UX designer có thể measure và validate được, mà nó sẽ là một cái thôi liên quan tới cái phần success metric và business metric sau đó nó là sao luôn. Hợp lý. Nhắc về việc friction và khi nào nên giải quyết nó thì anh có một cái ví dụ hồi trước anh làm, tức là context ở đây là mọi người chỉ cần biết là một cái app đó thì nó có ba cái nút, và khi mà mình đi phỏng vấn user thì những user mới vào app đó thì họ bảo là ba cái nút đó tao không biết là nó tại sao nó phải chia ra ba cái nút, nó tốn quá là nhiều diện tích, trong khi đó tao chỉ xài một cái nút là thường xuyên thôi. Thì với cái insight đó mình đi gặp ba cái nút lại vô một cái drop down thì để giải quyết cái friction đó, và mình highlight cái nút mà người ta xài thường xuyên nhất, mình cho nó làm hành động mặc định, thì mình release. Và mình release xong thì mình thấy là về mặt user adoption của cái những người mới đến app mà perform cái hành động click vào cái nút đó nó tăng lên. Nhưng mà sau đó thì ở trên forum, ở trên community và thông qua kênh support mình lại nhận được rất là nhiều cái lời than vãn của power user, những cái người mà đối với họ là họ ba cái nút đó đối với họ là những function khác nhau, và cái nút mà họ xài nhiều nhất không phải là cái nút mà mình highlight và mình đã làm default action. Thì cuối cùng là, nhưng mà những cái người đấy thì một ngày họ bấm cái nút đó có khi 20-30 lần, 30-40 lần là bình thường. Thì sau cùng là mình phải revert, mình phải thay đổi, mình phải bỏ cái sự thay đổi đó và revert lại về cái design cũ. Thì cái câu chuyện ở đây, cái point mình muốn nói là khi mà suy nghĩ coi friction mình có nên giải quyết hay không á, thì mình một góc nhìn là friction để là cho ai, cho cái tập nào, cho cái tập user mới đến sử dụng sản phẩm hay là cho cái tập user mà họ đã gọi là power user rồi, và cái hành vi giữa new user và power user nó khác nhau như thế nào, và hiện tại cái chiến lược công ty mình đang muốn như thế nào. Tại vì nếu mà mình muốn mở rộng market đó, thì cái chuyện mà mình trade off, mình sacrifice cái tính usability cho power user maybe nó chấp nhận được, acceptable. Nhưng mà nếu mà cái chiến thuật của mình nó lại muốn cân bằng giữa hai yếu tố thì mình cũng phải cân bằng nó trong cái quyết định về design của mình. Hoặc là nếu mà cái chiến lược của công ty là làm sao để mà extract được nhiều tiền hơn từ những cái tập power user, thì lúc đó mình lại càng phải delay power user, và mình càng phải thiết kế cái app làm sao để mà cho cái công việc của power user nó lại dễ dàng hơn. Thì cái câu hỏi mà friction nó được nên giải quyết hay không, nó phụ thuộc vào chuyện là friction đó dành cho ai, cho cái tập user nào, và cái tập user đó có phải là cái chiến lược mà công ty đang muốn tập trung vô đánh hay không. Thì đó là một những cái kinh nghiệm đau thương của mình hồi xưa đó, mà lúc mà mình làm UX thì đó là cái decision, thì nó design decision thì nó chỉ nhỏ vậy thôi, nó chỉ là gom ba cái nút vậy thôi, nhưng mà đằng sau nó là cái việc mà mình đã không tính đến cái góc nhìn cái behavior của power user, và cái việc mà
công ty của mình đang muốn tập trung vô cái segment nào, thì đó là một cái ví dụ. Nên em nghĩ đây là một cái lý do mà cái role của PM trong cái việc là define cái UX như thế nào khá là quan trọng. Tại vì thật ra mấy cái design decision này sau cùng thì nó maybe nó chỉ dùng để support cho một cái business matrix hoặc là một cái business strategy nào đó thôi. Thì cái bạn PM là cái người nắm rõ cái đó nhất và cái người kiểu có cái ownership cái đó khá là cao. Sau đó anh có tách nó lại không? Sau đó ấy là sau đó thì anh để lại design cũ, tại vì power user là những người mà sẽ giúp cho cái sản phẩm nó grow word of mouth tốt nhất. Họ sẽ refer bạn bè, họ sẽ để lại review. Thì lúc đó cái chiến thuật công ty nó đang là muốn grow theo cái hướng word of mouth, cho nên là mình tập trung vô power user. Thì cái design cũ turnout nó lại hợp lý hơn. Thì kết thúc câu chuyện đó là thế. Có suggest nguồn nào để tham khảo học hỏi các xu hướng thiết kế hay không? Để tham khảo thì các xu hướng thiết kế thì các xu hướng thiết kế thì mình nghĩ là nếu mà bạn muốn biết cái gì đang trending đó, thì bạn có thể dễ nhất là bạn lên Product Hunt và lên App Store để xem những cái app đang trending, những cái app đang trending nó như thế nào. Product Hunt thì nó sẽ có vừa cả mobile app và vừa cả web app luôn. Thì bạn có thể xem được là những cái app mới ra, những cái web mới ra thì cái style nó như thế nào. Thì cái đó là về xu hướng thôi. Còn ví dụ mà về những cái product làm UX tốt thì mình nghĩ là nếu mà kể một vài cái thì kiểu top of mind của mình thì chắc là Notion có UX cũng khá là tốt chẳng hạn, hoặc là thật ra hiện tại mình cũng không nhớ nào ngoài Notion và Figma. Thì có một hoặc là cái một cái app browser mới đây mà mình hay dùng đó là Arc, thì UX của app Arc cũng khá là tốt. Thì để một vài cái mình chỉ tham khảo nó riêng mấy cái product thôi thì sẽ cũng hơi khó, tại vì có điểm mạnh và điểm tốt của điểm mạnh và điểm yếu, nó đều sẽ có điểm mạnh và điểm yếu. Chỉ là những cái mà nãy mình mới nói thì mình được tiếp xúc với những cái điểm mạnh của nó nhiều hơn. Thì những cái mà cách mà bạn có thể có thể tìm thêm về những cái product có UX tốt thì mình nghĩ là có thể bạn có thể lên YouTube, bạn search một cái keyword là product UX review hoặc là app critic, UX critic, thì lúc đó bạn sẽ xem được cái cách mà các bạn UX expert mọi người sẽ break down một cái interface, một cái flow như thế nào, mọi người analyze là vì sao nó tốt chẳng hạn. Thì cái đó là cũng là cái cách tốt để giúp bạn học thêm về những cái luồng, những cái interaction ở trong UX. Cái đó mình trả lời đủ cho câu hỏi của bạn chưa ta? Dạ không đủ thì cũng phải đủ thôi. Hân có một câu hỏi khác là khi làm PM, khi làm với PM thì mình expect là có những cái artifact nào để bên design bắt đầu công việc của mình? Thật ra thì chắc là sẽ tùy project, nhưng mà ideally thì thường trong holistic thì mọi người sẽ thường recommend là PM sẽ involve các bạn PD vào từ cái lúc mà làm problem discovery luôn. Thì lúc đó là mọi người đã có những cái user insights, market, rồi feature request chẳng hạn rồi. Thì những cái đó sẽ giúp cho PD form được cái maybe là cái high level solution hoặc cái ideation nó sẽ có những cái gì. Thì từ lúc đó mọi người đã có thể hầm hầm bắt đầu cái công cuộc research cho cái design đó rồi. Còn nếu mà kiểu cái artifacts thì mình nghĩ là nếu mà nói chính xác một cái stage nào thì mình nghĩ chắc là sau khi mà đã xong cái phần hoặc là discovery và mọi người đã align với nhau một cái high level solution đã sao, thì lúc đó có thể chốt với nhau một cái kiểu conceptual design. Thì lúc đó mấy bạn PD có thể bắt tay vào kiểu idea là cái user flow hoặc là cái information architecture từ lúc đó rồi. Mình không biết là lúc đó kiểu nó sẽ cũng tùy team á, cho nên là tùy cái team và tùy cái phần mà user research và phần discovery mọi người làm chi tiết tới mức nào thì cái artifact nó sẽ là cái đó. Cái đó có clear cho câu hỏi của bạn Hưng không ta?
Artifact thì gọi là khi mà mình suy nghĩ về artifact thì dường như là mình đang suy nghĩ theo cái hướng hand-off á. Thì thật ra ideally thì nó nên collab ngay từ đầu, nhưng mà tùy môi trường với lại tùy cái độ trưởng thành của các bạn designer nữa. Cho nên là nhiều khi mình sẽ phải chuẩn bị nhiều tư liệu, nhiều khi là ít tư liệu. Và nhiều cái trường hợp là nó rất là khó nó mới involve product designer. Thí dụ như là cái mình đang thiết kế một cái ngôn ngữ mới cho holistic đi, thì nó là ngôn ngữ lập trình á, thì dường như là rất khó để mà các bạn product design có thể đưa input vào nếu mà các bạn không có background technical, nên khá là khó. Nên là cũng tùy team, tùy use case, tùy tình hình. Nhưng mà ở holistic thì thường sẽ là job high level solution ở conceptual design, là cái màn hình này nè. Tại vì nó đối với lại holistic thì cái conceptual design này, conceptual model nó khá là phức tạp, cho nên PM thường sẽ draft ra cái đầu tiên, xong rồi maybe có thể get input từ designer rồi tech lead để mà chỉnh sửa rồi refine. Rồi cái này nó sẽ khi mà mình align ở trên cái conceptual design này rồi thì product designer họ có thể có cái không gian để mà làm những cái user flow rồi mockup wireframe các thứ. Và conceptual design này cũng là phần khó nhất ha. Mình thấy trước giờ đi làm product thì cái này là cái khoai nhất. Tại vì cái này nó quan trọng, tại vì khi mà mọi người nghĩ đến một cái, thường có những cái thứ mà mình không nghĩ đâu, giống như cái calendar này nè. Mọi người suy nghĩ nhanh 5 giây, mọi người có nghĩ ra mấy cái này không? Chắc chắn là không rồi. Những cái phức tạp hơn như là Notion hay các thứ nào nó càng sống hoài hơn, và khi mà những cái concept mà nó không được suy nghĩ kỹ lưỡng á, nó sẽ đạp chân nhau. Thì mọi người sẽ thấy nó phản ánh ở trong product là có những cái behavior nó không có consistent, thì nó sẽ ảnh hưởng tới trải nghiệm của user thôi. Mình ra hồi đầu em có chuẩn bị một cái slide so sánh giữa các concept của Notion với Microsoft Docs sơ sơ, chắc là để mở cho mọi người để demo cái hồi nãy anh Thành nói luôn. Với lại để demo là nó ảnh hưởng tới cái sự phát triển và strategy của product như thế nào. Ok, thì chắc là mọi người nhớ là cái Microsoft Docs hồi xưa mình dùng á, thì lúc mà Notion ra thì nó cũng khá là breakthrough, như kiểu nó rất là innovative, như kiểu là Airbnb đã disrupt cái thị trường khách sạn á. Thì Microsoft thì hồi xưa nó sẽ là một cái mình có một cái doc, xong rồi trong đó là có mình có thể thêm text vào, thêm table, thêm hình vào, nhưng mà nó sẽ đây thêm cái này vào, thì cái text này lúc đó nó sẽ có những cái setting, ví dụ như là nó có thể là plain text, hoặc mình có thể chỉnh nó thành bullet list, hoặc mình chỉnh nó thành number. Thì mỗi cái này nó sẽ có những cái thuộc tính, những cái property khác nhau. Ví dụ như là cái này thì có thể copy, có thể paste xuống hàng chẳng hạn, có thể in đậm, in nghiêng. Cái image thì nó có thể là inline, có thể là wrap, table thì nó sẽ có cột, vân 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 vân. Thì cái lúc mà Notion ra đó thì nó innovate hoàn toàn cái concept là một cái note, một cái doc writing tool nó nên như thế này. Thì tất cả mọi thứ nó đều quy về một cái là block. Thì cái block ở đây thì cái block này có thể là tất cả những cái gì mà Microsoft Doc nó có. Và những cái block này nó đều share chung những cái thuộc tính với nhau. Nó có thể move around. Một cái block này có thể đổi sang một cái block khác. Ví dụ một cái page, một cái doc của nó cũng là một cái block nữa, và một cái page này nếu mà người ta muốn thì người ta có thể chuyển nó sang một cái khác, như kiểu chuyển sang một cái block size khác là database chẳng hạn. Và nó có thể có share những cái property đó với nhau, thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều tới cái cách này Notion đã develop cái strategy và cái họ tạo cái database như thế nào, rồi nói chung là innovate cái cách mà đó, nhờ mình suy nghĩ là một cái doc tool nó nên như thế nào. Thì đây là một cái ví dụ về conceptual design mà nó đã kiểu innovative và nó đem lại một cái market share rất là lớn cho Notion. Và mọi người cũng có thấy được là tại sao Microsoft Docs không thể làm, không thể khi mà Notion ra, Microsoft Docs không thể tự một đùng một cái chuyển cái product của họ làm giống Notion được. Tại vì cái conceptual design của họ ngay từ đầu nó đã giới hạn những cái thứ mà họ có thể làm được. Và
Tại vì giống như nhìn vào đây cái concept gọi là text đó, ở trong Microsoft Doc đó, nó được dùng ở rất là nhiều nơi. Save as nè, export nè, rồi hằng hà sa số những cái chỗ khác. Và tất cả những cái đó nó đều dùng cái concept là text. Cho nên khi mà mình muốn đổi cái này, nó dường như nó ảnh hưởng tới tất cả những cái concept khác trong cái hệ thống và cái cách mà nó tương tác với nhau luôn. Cho nên là cái conceptual design nếu mà không suy nghĩ kỹ á, nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều thứ. Và mọi người sẽ thấy để ý là có những cái công ty là nó innovate trên tầng conceptual design luôn, như là Notion. Hoặc là nếu mà mọi người có sử dụng Coda á, thì Coda nó cũng có những cái block, và hơn nữa là mỗi cái block của nó là có thể tương tác được với nhau. Tức là chỉnh một cái block là filter có thể chỉnh và nó ảnh hưởng tới cái thông tin hiển thị ở một cái block khác. Thì đó là một cái concept hoàn toàn khác, nó lại càng khác hơn Notion nữa. Và nó đến từ cái việc là Coda nó sinh ra để mà có cái sứ mệnh là trở thành một cái nơi mà mọi người có thể build những cái document as application. Thì đó là vision của họ, cho nên là họ mới nghĩ tới những cái conceptual design này. Thì mọi người có thể thấy là cái chuyện làm UX nó không chỉ đơn giản thể hiện qua cái cách mà người dùng sử dụng đâu, mà nó còn ảnh hưởng tới cái chiến lược công ty và những cái khả năng mà một cái công ty có thể innovate được. Thì những cái công ty như Notion và Coda, cái cách mà họ làm là họ hoàn toàn tập trung là conceptual design để mà làm cho nó tinh gọn và làm cho nó reusable, extensible, nói chung là nó powerful nhất có thể, để mà có những cái use case mà user dùng cái concept của họ để làm mà họ ban đầu không nghĩ tới luôn. Thì nó là một số cái ví dụ để mà cho mọi người thấy là cái conceptual design nó có thể ảnh hưởng như thế nào và nó quan trọng như thế nào. Và tại vì như thế này cho nên nó rất là khó. Ở Holistic thì mọi người cả BM, BD và engineer luôn, mọi người suy nghĩ về cái tầng conceptual design này khá là nhiều, tại vì sản phẩm khá là phức tạp á. Nó là một cái góc nhìn. Sau này mọi người làm B2B hoặc là có sản phẩm technical thì nó sẽ phức tạp như vậy. Có source nào để đọc thêm về best practice của conceptual design không? Hình như có một cuốn sách của anh Thông, hình như chỉ có cuốn sách đó nó nói về conceptual design thôi. Trước giờ anh thấy cuốn đó tên là gì á, anh quên rồi. Tên gì ta? Trong cái link mà My đã trong cái slide á, là nó có cái đó, cái chỗ mà tổng hợp lại cái cuốn sách về product design á. Không phải The Lean Playbook đâu. Cuốn đó nó cuốn Lean Playbook thì nó phổ thông rồi. Nhưng mà conceptual design, cuốn sách mà để mà dedicate cho conceptual design á, nó khá là ít. Thường á, các công ty cũng không viết nhiều về cái chủ đề này á, tại vì dường như nhiều công ty thì cái này nó giống như tài liệu bí mật vậy á. Cũng ít. Chắc là mình sẽ tìm lại, rồi chắc là sẽ nhờ mọi người gửi lại sau. Em đang nhìn vào list và em chưa có điệp pinpoint nó ra ở đâu. Có một công ty thường hay viết về conceptual design mà có viết ra blog thì đó là Intercom á. Đúng rồi, Intercom. Mọi người có thể search conceptual design của trên blog của Intercom, nếu mình nhớ không nhầm, thì sẽ có một vài cái bài của mấy bạn product designer và product manager bên Intercom viết về cái concept này. Cũng không phải lên US đâu, hoặc chắc là có gì tìm lại rồi gửi mọi người sau nha. Nhưng mà có một cuốn sách liên quan tới conceptual design. Thì thật ra conceptual design nó liên quan khá là nhiều về cái mental model của mình á. Giống như nếu mà mọi người để ý thì có những cái khái niệm mà khi mà Windows ra đời, nó dường như nó thay đổi cách mình sử dụng giao diện phần mềm, như là những cái khái niệm như là thùng rác nè, những cái khái niệm như là cái toolbar nè, nhiều cái khái niệm mà nó gọi là mang những cái mental model từ ngoài đời á, những cái vật thể mình tương tác á,
nó mang vô bên trong phần mềm để mà nó dùng làm những cái concept ở trong sản phẩm. Thì conceptual design thì nó sẽ liên quan mật thiết tới cái đó, thì mọi người có thể tìm hiểu thêm. Còn cuốn sách cụ thể thì chắc là để mình tìm rồi mình gửi lại mọi người ha, giờ cũng chưa chưa nhớ lắm. Ok rồi, năm 10:05 rồi. Thì chắc là wrap up thôi. Rất là cảm ơn My vì buổi guest lecture ngày hôm nay. Rất là nhiều cái insight về product design UX, đặc biệt là UX cho product manager. Thì hy vọng là mọi người take away được những cái nguồn thông tin hoặc là những cái khái niệm và những cái ý tưởng mà mình có thể dùng trong công việc, hoặc là mọi người có thể tìm hiểu thêm. Tại vì trong cái thời lượng của buổi guest lecture này thì có rất là nhiều cái implication mà mình chưa có bàn qua được, nhưng mà hy vọng giới thiệu về mặt khái niệm nó sẽ cho mọi người những cái điểm bắt đầu để mà tự tìm tòi. Và coi như là cũng đây là cũng là buổi guest lecture cuối cùng trong cái batch này, thì mình còn lại một buổi là presentation cuối khóa thôi. Thì buổi đó tụi mình cũng sẽ mời những một số người bên ngoài, có thể mời những cái guest lecture, người giảng trong guest lecture như My hoặc là Vũ lần trước, cho nên là áp lực nhẹ xíu. Đây các bạn động lực các bạn làm bài chứ không gì hết. Ok vậy là vậy thôi. Ok, Ok, thank ok My. cảm ơn mọi Cảm ơn người My, cảm ơn mọi người mẹ nhé. bye Ok, bye bye, bye bye. bye mọi người.